a à, hỏa diễm vừa ra, đừng nói là khuyên nhan chút thực lực ấy, coi như là bình thường thần vương cũng đỡ không nổi. Là khuyên nhan mặc trên người lục sắc chiến giáp là phi thường chân quý thượng phẩm thần khí, nhưng tương tự ngăn cản không được nhiệt độ cao, nàng toàn thân cảm giác bốc cháy lên, lúc đầu muốn thả ra công kích lập tức đình chỉ, thân thể sợ hãi lui nhanh. Người càng thông minh hơn càng sợ chết, người càng thông minh hơn cũng càng không thích vận dụng man lực, các nàng thích dụng kế mưu, bầy mưu nghĩ kế trong nháy mắt để cho địch nhân hôi phi yên diệt. Lạc khuyên nhan chiến lược kỳ thật rất không tệ, trong tay lục sắc tiểu kiếm cũng là thượng phẩm thần khí, giống như nàng liều lĩnh phóng thích công kích, nói không chừng có thể ngăn cản gian giật tới gần. Bốn phía bay tới thần vương nhiều như vậy, chỉ cần có thể kéo dài một hơi thời gian, nàng tự có cơ hội mạng sống, nàng có thượng phẩm thần khí chiến giáp, cái này dung hợp hỏa diễm nhiều nhất trọng thương nàng, rất có thể đốt không chết nàng. Đáng tiếc nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, gần như không có kinh nghiệm thực chiến, một mực tại một đám cường giả bảo vệ dưới trưởng thành, chưa bao giờ tao ngộ khủng bố như thế tập kích, cái này hỏa diễm cũng làm cho nàng thống khổ khó nhịn, bản năng hoảng sợ lui lại. Thế nhưng là, đồ thần chẳng có thể mượn thiên địa chi thế chân áp địch nhân, nhiệt độ cao để nàng thiên lực nhiễu loạn, nàng có thể trốn được. Hưu, sang giật mắt sáng rực lên, trong tay hắn hỏa diễm biến mất, thân thể cuồng xạ mà đi cấp tốc rút ngắn là khuynh nhan khoảng cách, vẻn vẹn một hơi thời gian tựu vào tới, thành công vào tới là khuynh nhan bên người. Oanh, ba đầu hỏa long nổ tung, Lạc Khuynh Nhan có thượng phẩm thần khí, điểm ấy công kích hoàn toàn vô hiệu, thậm chí nàng thân thể đều không có rung động một tia. Giang giật một tay nhẹ nhõm nắm thất kinh Lạc Khuynh Nhan cổ, một cái tay khác quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị phóng thích dung hợp hỏa diễm, hắn quát lớn, toàn bộ dừng tay, nếu không nhà các ngươi tiểu thư liền muốn biến thành một đống thịt nướng, của ta hỏa diễm các ngươi hẳn phải biết uy lực. Ầm, um, bên kia cổ mục bị tên kia thần vương Đỉnh Phong một chiêu hung hăng đập xuống, cổ mục thực lực cùng thần vương Đỉnh Phong vẫn là chênh lệch rất lớn bất qua cổ mộc chỉ là thụ không trọng không nhỏ tổn thương, tên kia thần vương đỉnh phong mới vừa rồi bị giang giật hỏa diễm hù dọa, bản năng hướng bên này trông lại, lực công kích yếu đi một chút. Phốc, cổ mộc bị nện vào vườn hoa phía dưới, hắn bỏ lên ra há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn qua bị giang giật bóp ở lòng bàn tay mặt mũi tràn đầy thống khổ lạc huynh nhan, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Lạc khuyên nhan là hắn nhìn xem lớn lên, giờ phút này hắn lại muốn giúp lấy giang giật cưỡng ép nàng hắn phi thường khẳng định Giang Giật đã thành công, hắn hỏa diễm quá bá đạo, không người nào dám làm loạn. Mặc dù mấy tên thần vương đều có thể trong nháy mắt miểu sát Giang Giật, nhưng Giang Giật như trước khi chết đem hỏa diễm phóng xuất ra, là khuyên nhan thật rất có thể biến thành thịt nướng, bị đốt sống chết tươi. Tiểu tử, còn lại thần vương đều không dám nói chuyện, cũng không dám loạn động, thần vương đỉnh phong lão người đục ngầu ánh mắt khóa chặt Giang Giật, hắn lạnh giọng mở miệng nói, Ngươi biết tiểu thư nhà ta thân phận sao ngươi biết vị hôn phu của nàng là ai chăng ta dám cam đoan ngươi nếu là giết nàng, cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người sống không được. Ngậm miệng, lão cẩu, Giang giật nắm bắt lạc khuynh nhan cổ đưa nàng thân thể có chút nâng lên mấy phần, ngăn tại thân thể phía trước, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua thần vương đỉnh phong, lạnh giọng nói ra, đừng nói một cái nho nhỏ thành chủ nữ nhi, liền xem như lam ưng phủ phủ chủ nữ nhi, địa sát quân chủ nữ nhi, hôm nay ép ta cũng theo giết không sai, không tin các ngươi có thể thử một chút. Lạc khuyên nhan là thật bị hù dọa, nàng nhìn qua giang giật cặp kia con người băng lãnh, cứ việc bị nàng nắm bắt cổ nâng giữa không trung liền muốn hít thở không thông, nhưng rất thông minh không có loạn động, cũng không dám nói ngoan thoại kích thích giang giật. Giang giật là một tiểu nhân vật, loại tiểu nhân vật này dám can đảm làm ra điên cuồng như vậy sự tình, điều này nói rõ hắn đã cùng đường mặt lộ, dạng này người là một đầu chó điên, ép hắn khẳng định sẽ cùng nàng đồng quy vô tận. Đã giang giật mới vừa rồi không có giết nàng, mà là cưỡng ép nàng, như vậy nàng tự có cơ hội sống sót. Lạc khuynh nhan chỉ là trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt sự tình, nàng dừng một chút chật vật mở miệng nói, lục ra ra, các ngươi lui ra phía sau. Giang giật, ngươi thắng, nói ra điều kiện của ngươi, cắt cắt chương 1340, chó điên, lui ra phía sau, thần vương đỉnh phong rất nghe lời, có lẽ là không dám mạo hiểm, hắn vung tay lên giữa không trung chín tên thần vương, còn có mười mấy tên thần tướng đỉnh phong đều nhanh nhanh lui lại. Bất quá đều không có bay quá xa, vẻn vẹn lui về sau 200 trượng khoảng cách. Đồng thời thần vương đỉnh phong còn đưa tin để hậu viện phong tỏa, tin tức không phải tiết ra ngoài, nếu không rất dễ dàng gây nên lạc gia khủng hoảng, đến lúc đó để cho địch nhân thừa dịp loạn công kích, lạc gia sẽ có có thể hủy diệt. Hưu, cổ mộc chạy vội tới đứng tại giang giật sau lưng, giang giật tại thời khắc này mới như chút được gánh nặng, vừa rồi nếu không có cổ mộc ngăn lại thần vương đỉnh phong, là khuyên nhan kinh nghiệm thực chiến mạnh, giờ phút này hắn tự biến thành một cỗ thi thể. Có cổ mộc ở bên người, lạc gia cường giả lại không dám làm loạn, cổ mộc công kích, có thể nhẹ nhõm đánh giết lạc huynh nhan. Lạc huynh nhan nhìn lướt qua cổ mộc, từ đấy lòng cảm khái nói, giang giật, kế hoạch này ta lặp đi lặp lại thôi diễn mấy chục lần, tự nhận là hoàn mỹ không một tỷ vết, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà có thể khống chế cổ mộc mặc kệ ngươi là thế nào làm được, nhưng nhan đều bội phục ngươi, ngươi là một cái kỳ tài. Ha ha, giang giật đùa cợt cười nói, lạc tiểu thư quá khen rồi, như ngươi loại này cao cao tại thượng đại tiểu thư, là vĩnh viễn sẽ không lý giải chúng ta loại này hèn mọn tiểu nhân vật pháp tắc sinh tồn chúng ta loại người này tiện mệnh một đầu cho nên sẽ hoàn toàn không tiếc mệnh tỉ như ngươi tuyệt đối đoán không được ta dám cưỡng ép ngươi đi đúng là khuynh nhan một mực bị giang giật bóp tại cổ sở dĩ sắc mặt trở nên đỏ tươi nàng rất chân thành nói ra ta nghĩ tới ngươi có thể đào tẩu nhưng ta không có chưa từng nghĩ tới người dám vào lạc gia tập kích ta người hữu dũng hữu mưu là một nhân tài đáng tiếc chúng ta đã trở thành địch nhân ha 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 Giang giật cười to lên, lập tức sắc mặt rất nhanh trầm tính, lạnh giọng nói ra, không cần nói nhảm nhiều lời, ta cần lạc tiểu thư theo giúp ta đi một chuyến, chỉ cần an toàn của ngươi đưa ta đi Lam Sư Thành, lại cho ta ra Lam ưng phủ, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Ta chỉ muốn mạng sống, yêu cầu này không quá phận a. À. Lạc khuyên nhan trầm mặc, nàng đôi mắt đẹp chuyển động, vẻn vẹn hai hơi thời gian tự nhẹ giọng nói ra, không quá phận. Ngươi là muốn thừa ngồi truyền tống trận rời đi ân, trước thả ta xuống đi, yên tâm ta chúc thực lực ấy cổ mộc đều có thể nhẹ nhõm đánh giết ta giang giật đem lạc huynh nhan để xuống bất qua thân thể nhất chuyển đi phía sau nàng một cái tay đồng dạng ghim chặt cổ của nàng thân thể hoàn toàn dán tại lạc huynh nhan phía sau để nàng vốn là đỏ tươi mặt càng đỏ hơn mấy phần lạc huynh nhan hô hấp trở nên gấp rút cắn răng nói ra giang giật ta có thể mang ngươi rời đi lam ưng phủ nhưng mời ngươi tôn trọng ta một chút ngươi hẳn phải biết một nữ tử danh dự trọng yếu bực nào danh tiết nếu là không còn Vậy không bằng chết đi. Ha ha ha, Giang giật cười ha hả thân thể lại thiếp càng chặt hơn, đồng thời ghim chặt cổ nàng tay còn lặng yên trượt ngay trước mười mấy tên thần vương trước mặt. Tại là khuyên nhan ngạo nhân trên hai vú bóc mấy cái, một cái tay khác còn tại nàng phong đồn câu cỗ bên trong sờ soạn một cái. Lúc này mới tiến đến bên tai nàng hí ngược nói ra tốt, người danh dự không còn, người muốn tìm cái chết, có thể tự sát. Dừng tay, người, ta, là khuyên nhan giờ khác này thật sự có tìm chết xúc động, nàng vừa thẹn vừa giật hận không thể tiến vào dưới mặt đất trong cái khe, xa xa tên kia thần vương đỉnh phong khí thế trên người đột nhiên một thịnh, kém chút giận điên lên, giang giật cái này cầu tạc thế mà trước mặt mọi người khinh nhờn nhà hắn tiểu thư. Còn lại thần vương thần tướng cũng nổi giận vô cùng, nhưng tất cả mọi người không dám động, nếu không chọc giận tới giang giật, hắn sẽ làm ra càng hạ lưu cùng càng không có danh giới cuối cùng sự tình, hắn liền là một đầu chó điên, một đầu hoàn toàn không thèm đếm xỉa chó điên. Giang giật hoàn toàn chính xác có điên rồi xu thế, các loại áp lực ép tới hắn hít thở không thông. Nếu là theo hắn trước kia phẩm hạnh cũng không sẽ làm ra như thế hạ lưu sự tình, là khuyên nhan lần này tính toán hắn, để trong lòng hắn áp lực cùng lệ khí triệt để bộc phát ra. Hắn hận nhất loại này âm mưu quỷ kế, nhất là cô gái xinh đẹp tính toán hắn. Trước có cơ thính vũ, sau có hình mộng huyền lại tới một cái lạc khuynh nhan những này bề ngoài nữ nhân xinh đẹp như thế, vì sao như thế độc hạt tâm địa. Đương nhiên, hắn làm như vậy kỳ thật cũng là có mục đích tính. Hắn đoán chắc Lạc Khuynh Nhan không sẽ tìm chết, người thông minh sợ chết nhất, cũng không có dũng khí đi chết. Hắn đây là cố ý nhục nhã Lạc Khuynh Nhan, để nàng minh bạch nếu muốn mạng sống, muốn không chịu đến khuất nhục, kia chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, nếu không lần tiếp theo sẽ càng lúng túng hơn. Lạc Khuynh Nhan không có tìm chết, chỉ là sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, nàng nhắm mắt lại thật sâu hấp khí, trọn vẹn mười hơi thời gian sau mới cắn răng nghiến lợi nói ra, giang giật, xem như ngươi lợi hại. Muốn ta mang theo ngươi rời đi Lam ưng phủ có thể, nhưng ta sao có thể tin tưởng ngươi nếu là ngươi rời đi Lam ưng phủ giết ta đây ta không có ngu xuẩn như vậy, đã đều là chết, vậy không bằng chết. Là khuyên nhan ngữ khí phi thường lạnh, lần này cũng dị thường kiên định, tựa hồ tại im ắng cùng giang giật truyền lại nàng ý tứ, nếu không có bảo hộ nàng tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ. Giang giật đôi mắt nhất truyền, không dám bước vội vã như vậy, hắn trầm giọng nói ra, người muốn như thế nào. Rất đơn giản, là khuyên nhan con mắt mở ra, trầm giọng nói ra, đệ nhất, người muốn lập xuống thiên đế huyết thệ, đệ nhị nhà ta người nhất định phải đi theo, chúng ta một đường cưỡi truyền tống trận đi, tại trong thành chỉ ai cũng không thể động võ, đây là địa sát quân chủ mệnh lệnh. Rời đi Lam ưng phủ, nhà ta người lại không dám động võ, như thế nào? Lại là thiên đế huyết thệ, giang giật mơ hồ nháy nháy mắt, Thông qua cùng cổ mục tinh thần liên hệ truyền đi một đạo ý niệm hỏi, "Cổ Mộc, ngày này đế huyết thể rất linh nghiệm." "Đúng thế, cổ mục truyền âm nói, "Thiên đế là vạn giới chi chủ, trong lịch sử có một vị thiên đế đã từng vận dụng đại thần thông cải biến một tia thiên địa pháp tắc, nếu có người lập xuống thiên đế huyết thể, như vi phạm lời thề, sẽ bị thiên địa pháp tắc vô tình đánh giết. Cái này vài vạn năm đến, đã có vô số cường giả bị thiên địa pháp tắc oanh sát, bao quát rất nhiều thần đế." Ngoa giang giật không nghĩ tới một cái rắm chó lời thề lại là thật hắn trầm ngâm một lát trả lời thiên đế huyết thệ không có vấn đề đầu thứ hai nhà các ngươi người đi theo có thể nhưng chỉ có thể một tên thần vương mà lại thực lực không thể so cổ mộc cao còn không thể rời đi quá gần ít nhất vạn trượng khoảng cách giang giật còn có chín đám dung hợp hỏa diễm tùy ý thiêu chết phổ thông thần vương cùng một tên thần vương vấn đề không lớn huyết thệ cũng không thành vấn đề chỉ cần có thể mang theo giang tiểu nô rời đi lam ưng phủ Lạc Huynh Nhan không giết cũng được. Tốt, Lạc Huynh Nhan cũng rất quả quyết, hướng giữa không trung thần vương đỉnh phong mở miệng nói, lục ra ra, đi đem phụ thân lưu lại thành chủ lệnh bài mang tới, mặt khác lấy một chút thần nguyên. Đúng rồi, trên người của ta không có bồ đề quả, giúp ta mang một ít bồ đề quả. Bồ đề quả, Giang giật có chút kinh ngạc, lập tức có chút cảnh giác hướng cổ mộc nhìn lại, cái sau nghĩ nghĩ truyền âm nói, chủ nhân, cũng không có vấn đề, tiểu thư từ nhỏ mắc một loại hiếm thấy tật bệnh, cần cách một đoạn thời gian ăn một viên bồ đề quả, đã ăn thật nhiều năm. Nha, Giang giật không có để ý, thần vương đỉnh phong lão người đục ngầu trong đôi mắt lại có chút sáng lên, thân thể hướng một tòa thành lâu đài bên trong bắn ngược mà đi, rất nhanh mang tới một chiếc nhẫn, hướng bên này ném mạnh mà tới. Hắn nhìn qua Giang giật lạnh giọng nói ra, tiểu tử, tiểu thư là tộc trưởng độc nữ, đối với tộc trưởng tới nói đây chính là hắn mệnh, mà lại tiểu thư từ nhỏ gả cho Lam ưng phủ phủ chủ tiêu hoàng một cái cháu trai. Giống như người dám làm tổn thương nàng, thành chủ đại nhân coi như liều mạng cũng sẽ truy sát người đến chết, tiêu gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hy vọng ngươi có thể tin tưởng điểm này. Ta rất rõ ràng, Giang giật đã lập xuống thiên đế huyết thệ, hắn nhún vai cười nhạt một cái nói, ta là một tiểu nhân vật, ta một đầu tiện mệnh chết không có gì đáng tiếc, ta chỉ muốn còn sống rời đi lam ưng phủ. Nếu như ta sống không được, tiểu thư nhà ngươi cũng không sống nổi, ta cũng hy vọng các ngươi có thể minh bạch điểm này. Cổ mộc, Đem Lạc Tiểu Thư thiên lực phong ấn, chúng ta đi. Chương 1341, tiêu địch đại nhân. Cổ Mộc nhẹ nhõm rót vào một đạo thiên lực, lợi dụng thần kỳ thủ pháp đem Lạc Khuynh Nhan đan điền cho phong ấn. Không có thiên lực Lạc Khuynh Nhan cái gì cũng không làm được, linh hồn của nàng cũng không mạnh, cho dù có một chút công kích linh hồn thủ đoạn giang giật cũng không sợ. Vô danh công pháp những cái kia chữ tiểu truyện ký tự cường đại thế nhưng là liền Cổ Mộc cũng vì đó sợ hãi thán phục. Lạc Khuynh Nhan rất phối hợp, chính mình đi ra phía ngoài giang giật cùng cổ mộc theo sát phía sau chỉ rời đi xa nửa trường, hai người thời khắc chú ý còn lại thần vương cử động để giang giật có chút giải sầu chính là sở hữu thần vương cũng không có động xa xa nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi đi ra hậu viện về sau giang giật có chút thở ra một hơi tiền viện thần vương đều nhận được thần vương đỉnh phong đưa tin không ai dám ra còn như những người còn lại thì hoàn toàn không biết rõ tình hình bọn hắn đi theo lạc huynh nhan nghênh ngang đi ra lạc gia Ông, Lạc Khuynh Nhan theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cỗ hoa lệ chiến xa, thượng giới không gian giới chỉ cũng không so thiên tinh giới cổ thần nguyên giới, nơi này hoàn toàn không cần thiên lực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể lấy ra đồ vật. Nàng hướng giang giật nhìn thoáng qua truyền âm nói, thân phận ta cao quý, như đi đường đi gặp để cho người ta hoài nghi, các người đi theo chiến xa đằng sau đi, xem như hộ vệ của ta đi. Hừ, giang giật lạnh lùng hừ một cái, hắn sợ lạc khuynh nhan làm loạn trực tiếp mang theo nàng lên chiến xa, tại lạc khuyên nhan chỉ thị hạ mở ra chiến xa cấm chế, chiến xa nhanh chóng hướng trong thành quảng trường chạy mà đi, cổ mộc đi theo ở phía sau. Chủ nhân, chỉ có lạc vết tích đi theo, hắn thực lực là trung giai thần vương. Cổ mộc truyền âm đến, giang giật rất hài lòng nhẹ gật đầu, trên thân bạch quang lấp lánh biến thành một tên lạc gia hộ vệ. Lạc khuynh nhan sợ hãi nàng bị cưỡng ép sự tình bị la ra biết rõ, giang giật kỳ thật cũng sợ hãi. Nếu là la ra biết rõ nội tình, khẳng định liều lĩnh đuổi giết bọn hắn, coi như trong tay hắn có lạc huynh nhan cũng có đại phiền toái sở dĩ hắn biến thành một tên lạc gia hộ vệ cùng lạc khuynh nhan ngồi chung một cỗ chiến xa dạng này quá không biết khiến người hoài nghi lục trưởng lão cái kia cầu tạp vái cùng cổ mộc nghịch tạc mang theo tiểu thư hướng quảng trường chạy tới giang giật bọn người vừa đi tiền viện rất nhiều thần vương tự hướng về sau viện bay vụt mà đến nhao nhao lo lắng nhìn qua thần vương đỉnh phong lục trưởng lão lạc thành chủ không tại mọi người không còn chủ tâm cốt lạc khuynh nhan bị người cưỡng ép mọi người cũng luống cuống nghĩ đến lạc thành chủ lôi đình chi nộ tất cả mọi người không rét mà run tiểu tử này chỉ là một cái thiên thần cảnh sâu kiến tại sao lại có như thế kinh khủng hỏa diễm hắn là thế nào cầm xuống cổ mộc cổ mộc thế nhưng là thượng giai thần vương a cổ mộc cái này nghịch tặc cái này thứ hèn nhát thế mà cho một cái thiên thần võ giả làm nô lệ ta đã sớm nhìn ra người này không đáng tin đáng tiếc chúng ta cũng sẽ không cường đại công kích linh hồn nếu không vừa rồi trực tiếp có thể diệt sát tiểu tử này một đám thần vương nhốn nháo ầm ầm nghị luận không ngớt, rất nhiều người oán giận không thôi, lục trưởng lão một mực không nói chuyện, nhìn thấy mọi người một mực ồn ào không ngừng, nổi giận quát toàn bộ ngậm miệng. Mọi người lập tức không dám nói tiếp nữa, lục trưởng lão trong cơn giận dữ nhưng chớ đem lửa giận phát tiết trên người bọn hắn. Lục trưởng lão trầm mặc một trận, rất nhanh hạ lệnh, lô ga ấn, người lập tức đem chuyện kỹ càng đi qua đưa tin cho tộc trưởng, để hắn mời Lam ưng phủ tiêu địch đại nhân lặng yên xuất thủ, chỉ cần Tiêu Địch đại nhân chịu ra tay, trong nháy mắt có thể diệt sát tên tiểu tạp chủng kia cùng cổ mộc. Tiêu Địch đại nhân, Vô Số Thần Vương đôi mắt sáng lên, vị này chính là Lam Ưng phủ xếp hạng 10 vị trí đầu đại nhân vật, Phong Hào Thần Đế, hắn cũng là Lam Ưng phủ hai đại linh hồn cường giả một trong, có hắn xuất thủ có thể lạng yên vô tức xử lý cổ mộc cùng Giang giật. Lạc huynh nhan cũng liền an toàn, những người còn lại động thủ đều không có tuyệt đối nắm chắc. Lạc Thành chủ phụ thân đã từng là Lam Ưng phủ phủ chủ Tiêu Hoàng một cái bao con nhộng nô tài cùng tiêu gia quan hệ rất tốt, sở dĩ tại lúc tuổi già mới có thể được ban cho cho thần ưng thành chức thành chủ. Tiêu địch là tiêu hoàng tộc đệ, tiêu gia nhân vật số 3, điểm trọng yếu nhất là khuynh nhan vị hôn phu, là tiêu địch một cái tôn tử. Mặt khác, lục trưởng lão lần nữa quát khẽ nói, đưa tin cho lạc vết tích, để hắn theo sát. Một mực bảo chỉ vạn trượng khoảng cách, tuyệt đối không thể mất dấu. Người nói cho hắn biết, tiểu thư bồ đề quả bên trong có tiêu hồn bột, giống như tiểu thư lưu lại ám hiệu muốn tự cứu, để hắn trước tiên phối hợp hành động tiêu hồn bột mọi người có chút kinh ngạc lập tức nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ trước đây không lâu đưa tới một nhóm bồ đề quả lạc khuynh nhan khi đó lấy một ngàn mai vừa rồi lại muốn lục trưởng lão cho nàng mang lên một chút mọi người mới vừa rồi còn buồn bực xem ra đây là một câu ám ngữ lạc khuynh nhan tại như thế trước mắt có thể trước tiên nghĩ đến tự cứu biện pháp lặng yên bố trí vị tiểu thư này quả nhiên cực kỳ thông minh còn lại tất cả mọi người không muốn vọng động đem lạc phủ phong tỏa mặt khác địa sát các thành viên cao cấp, gần nhất cũng nghiêm cấm ra ngoài, hết thảy cho tiểu thư cứu trở về lại nói. Lục trưởng lão lần nữa hạ lệnh, mặc dù hắn phi thường muốn đuổi theo đi, nhưng hắn không dám đánh cược. Vạn nhất bị giang giật phát hiện, đối lạc khuynh nhan hạ độc thủ liền xong rồi. Mà lại là hính chết rồi, vạn nhất la ra cha ra là lạc gia gây nên, thành chủ không tại hắn lại rời đi lời nói, lạc gia liền sẽ triệt để xong đời. Cổ mộc, người cầm bức họa này đi đem bằng hữu của ta dẫn tới, hắn tại ta lại địa phương, có bức họa này hắn hội đi theo ngươi. Xe ngựa chạy chậm rãi, Giang giật đột nhiên mở ra chiến xa cấm chế, đem một bức họa đưa ra ngoài, đây là hắn tự tay vẽ thiên họa. Hình tượng là vô tận biển sâu, bên trong còn có ngao lư, hắc thần nhìn sẽ minh bạch đây là hắn thân bút tranh. Trước kia hắn không định mang theo hắc thần cùng đi, dù sao hắn cũng không có nắm chắc, mang theo hắc thần chỉ có thể chịu chết sự tình tựa hồ xuất hiện một chút chuyển cơ lạc huynh nhan có thể tiến hắn rời đi lam ưng phủ ra lam ưng phủ la ra cùng lạc gia cho dù có thông thiên năng lực cũng không dám tại còn lại phủ vực trong thành trì giết người sở dĩ hắn lại thay đổi chủ ý đã sống tiếp tỷ lệ rất lớn hắn như thế nào lại bỏ mặc hắc thần ở đây hắn đi thẳng một mạch lạc gia đến lúc đó giận chó đánh mèo hắc thần có mấy trăm loại biện pháp giết chết hắn cổ mộc không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn nhanh chóng rời đi lạc huynh nhan lại truyền âm nói giang giật ngươi làm như vậy rất mạo hiểm, la ra tuyệt đối tại ngươi ở phụ cận mai phục có mật thám. Cổ mộc mang đi bằng hữu của ngươi, ta cũng cùng một chỗ truyền tống rời đi, la gia không cần phải nói hội hoài nghi. Đến lúc đó bọn hắn truy tra phía dưới, nói không chừng sẽ phái người truy sát ngươi, bọn hắn cũng sẽ không bận tâm ta có phải hay không con tin. Ngậm miệng, Giang giật mở ra chiến xa cấm chế, lạnh lùng quét qua lạc huynh nhan nói, ta không quản được nhiều như vậy, ngươi lại nói nhảm, cẩn thận ta tại cái này đem ngươi cho lên. Lạc Khuynh Nhan nhìn thấy Giang Dật kia như lang ánh mắt, thân thể mềm mại run lên, không dám tiếp tục trêu chọc Giang Dật, đây là một đầu chó điên, ép hắn chuyện gì đều làm được. Cổ Ngục tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn hai nén hương thời gian, tại Giang giật cùng Lạc Khuynh Nhan đến quảng trường lúc hắn đã mang theo Hắc Thần tới. Ông, Lạc Khuynh Nhan hạ chiến xa, đem chiến xa thu hồi, Giang giật mặt không thay đổi đứng tại bên cạnh hắn, trên quảng trường một đám thần tướng cấp bậc địa sát quân, cùng một tên thần vương thống lĩnh toàn bộ một gối quỳ xuống, tham kiến tiểu thư hắc thần cùng giang giật liếc nhau một cái cái trước hổ khu chấn động hắn nhìn không ra giang giật ngụy trang nhưng giang giật ánh mắt quá quen thuộc nội tâm của hắn có quá nhiều nghi hoặc nhưng giang giật đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau hắn tự không nói một lời đuổi theo mọi người lạc khuyên nhan đi ở trước nhất trong tay xuất hiện một khối hắc kim sắc lệnh bài lạnh giọng nói ra mở ra truyền tống trận ta có chuyện quan trọng đi gặp mặt phụ thân truyền tống đi thần hỏa thành tuân mệnh đám này địa sát quân có chút kinh nghi nhưng không ai dám nói cái gì, lập tức mở ra truyền tống trận, mọi người biến mất tại trong truyền tống trận. chương 1342, Đại Nhân Vật Thượng giới không gian ổn định dị thường, sở dĩ truyền tống trận kiến tạo rất khó khăn, muốn hao phí đại lượng tài liệu quý giá, giống như thần ưng thành loại này thành trì nhỏ truyền tống trận chỉ có hai cái, chỉ có thể cùng phụ cận hai cái thành trì ở giữa lẫn nhau truyền tống. Giang giật bọn người muốn truyền tống đi Lam Sư Thành, ít nhất phải liên tục truyền tống 50 lần, sau đó theo Lam Sư Thành truyền tống rời đi Lam ưng phủ, gần nhất còn muốn truyền tống 80 lần. Cũng may là khuynh nhan có thành chủ lệnh bài, truyền tống phí tổn chỉ cần một nửa, đương nhiên đây là tại Lam ưng trong phủ, ra bên ngoài lệnh bài liền vô dụng. Cũng may tốn hao chính là lạc khuynh nhan thần nguyên, giang giật mới mặc kệ nhiều như vậy. Ông, thành trì ở giữa khoảng cách phi thường xa, không gian cũng quá ổn định, truyền tống đi thần hỏa thành thế mà dòng giã hao tốn hai nén nhang thời gian. Giang giật các loại chờ bạch quang hiện lên, có thể thấy rõ ràng cảnh tượng về sau, lập tức một cái tay bắt lấy Lạc Khuynh Nhan, đồng thời một cái tay khác tiện tay chuẩn bị phóng thích dung hợp hỏa diễm. Lạc Khuynh Nhan rất ngoan, người thông minh không biết dùng không có nắm chắc mưu kế. Giang giật xác định sau khi an toàn, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, ánh mắt của hắn quét qua lại nhìn thấy hắc thần lung lay sắp đổ, vội vàng một cái đỡ lấy hắn nhẹ giọng hỏi, hắc thần ngươi thế nào? Thiếu ra, ta, ta có chút đau đầu, hắc thần cắn răng nói, trên mặt biểu lộ không phải có chút, rõ ràng là rất nghiêm trọng. Chủ nhân, cổ mộc truyền âm tới nói, người bằng hữu này còn không phải yêu thần, linh hồn quá yếu, cái này truyền tống khoảng cách xa xôi, sở dĩ. Linh hồn có chút chịu không được, nếu ngay cả tục truyền tống 10 lần, đoán chừng muốn linh hồn buôn hội. Cái này, giang giật sắc mặt trầm xuống, mặc dù hắn có một con tin trong tay, nhưng người nào có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn hắn đi càng nhanh, sẽ càng an toàn, lần này mang theo hắc thần rời đi, nói không chừng sẽ kinh động la ra. Giống như chậm chế một đoạn thời gian, lạc ra gia nói không chừng cũng sẽ nghĩ ra đối phó hắn biện pháp tốt, mọi người tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Trước lại truyền tống một lần, Giang giật cắn răng quát khẽ đạo, lạc huynh nhan ngược lại là không quan trọng, giao cho cổ mộc một cái giới chỉ. Cổ mộc luyện hóa đi sau hiện bên trong rất nhiều thần nguyên, hắn lấy ra một chút đưa cho thủ hộ truyền tống trận địa sát quân, lạc huynh nhan trong tay hắc kim lệnh bài sáng lên, mọi người tiến vào bên cạnh truyền tống trận, truyền tống đi tòa thành tiếp theo. Hắc thần, người còn có thể chịu nổi sao? Lần này hắc thần càng thêm thống khổ, một truyền tống tới tự bưng lấy đầu kêu rên không thôi, hắc thần nghỉ ngơi mấy hơi thời gian về sau, cắn răng nói ra, thiếu ra, không có việc gì, đi. Hắc thần không biết chuyện gì xảy ra, không bằng hắn thấy được giang giật lưu cho hắn tin. Hắn biết rõ mọi người mười phần nguy hiểm, nếu không giang giật không sẽ hỏi hắn đỡ hay không được. Đi, Giang giật cắn răng quát khẽ đạo, mọi người tiếp tục truyền tống, lần nữa truyền tống ba lần về sau, hắc thần một truyền tống tới đi thẳng đến trên mặt đất, cắn răng kêu rên, bộ dáng phi thường thống khổ, nhưng như cũng không có phát ra thanh âm rất lớn. Nghỉ ngơi một hồi, Giang giật để là khuyên nhan lấy ra chiến xa, mang theo hắc thần tiến vào chiến xa, hắn lấy ra không có dễ nước liền muốn cho hắc thần phục dụng, cổ mộc vội và ngăn cản nói, chủ nhân, vạn vạn không được, linh hồn của hắn quá yếu, căn bản chịu không được không có dễ nước sẽ trực tiếp sụp đổ. Giang giật trợn mắt nhìn chằm chằm cổ mộc nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cổ mộc lắc đầu nói, chỉ có thể cho hắn phục một chút phổ thông linh hồn bổ dưỡng đan dược, bất qua thấy hiệu quả rất chậm, vẫn như cũng không cách nào liên tục truyền tống. Cổ mộc theo trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược cho hắc thần phục, chiến xa trong thành đi dạo, đợi chừng thời gian một nén nhang về sau, hắc thần mới mệt mỏi mở mắt ra nói, thiếu ra, các ngươi đi thôi, đừng quản ta, đem ta nhét vào một cái trong bộ lạc là được, Chờ ngươi cường đại sau lại đến nghĩ biện pháp tiếp ta. Nói cái gì lời vô vị, Giang giật trợn mắt nhìn, kém chút một bàn tay vung đi qua, hắn dùng kiên định không thay đổi khẩu khí nói ra, đừng nói nhảm, ta sẽ không vứt xuống ngươi, ngươi nếu không đi theo ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Thần không dám nói tiếp nữa, Giang giật đôi mắt chuyển động một phen, trầm giọng nói ra, trong thành chuyển mấy canh giờ, chờ Hắc Thần khôi phục một chút về sau, tiếp tục truyền tống. Hắn đi lần này không biết lúc nào mới có thể trở về hắc thần lưu tại Lam ưng phủ tuyệt đối không có đường sống. Hắc thần là thiên tinh giới theo tới, là người một nhà, thiên thiên năm đó khẩn cầu hắn mang theo hắc thần đến thượng giới, hắn lại thế nào có thể ném hạ hắc thần. Lam ưng phủ, Lam ưng phủ phủ thành cũng không có lơ lửng ở giữa không chung, phía dưới cũng không có bộ lạc, Lam ưng phủ phủ chủ cùng phủ vực nội đại nhân vật không có ở tại thành nội mà là tại thành đông một tòa cự đại sơn phong chi đình. Ngọn núi này phi thường kỳ dị, từ trên cao nhìn xuống, đỉnh núi tựa như một cái dương cánh bay lượn thần ưng, đây cũng là Lam ưng phủ danh tự tồn tại. Có thể ở tại Lam ưng Sơn đều là phủ vực nội đại nhân vật, giờ phút này không chỉ có những đại nhân vật này toàn bộ tụ tập, tự liền phủ vực nội một vạn cái thành trì thành chủ, toàn bộ đều tụ tập tại đỉnh núi ưng trùy bộ vị. Nơi này có một cái cửa đại truyền tống trận, phủ vực ở giữa muốn truyền tống, hoặc là nghĩ trực tiếp truyền tống đi địa sát thành, chỉ có thông qua cái truyền tống trận này. Bên ngoài truyền tống trận trên quảng trường đứng suốt hơn hai vạn người, cái này hơn hai vạn người thực lực yếu nhất đều là thần vương đỉnh phong, thần đế cảnh không tại số ít. Trên quảng trường phi thường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, toàn bộ bình tĩnh nhìn qua cái truyền tống trận kia, lặng lặng chờ đợi. Chỉ có một người sắc mặt phi thường sốt ruột, Lạc Tường, thần ưng thành thành chủ, Lạc huynh nhan lão cha. Lạc Tường tiếp vào Lạc gia đưa tin đã mấy canh giờ, nhưng hắn một mực không dám động, bởi vì hôm nay tụ tập nhiều như vậy cường giả là muốn nghênh đón mấy cái đại nhân vật liền lam ưng phủ phủ chủ tiêu hoàng giờ phút này tựu trầm mặc đứng tại phía trước, hắn làm sao dám làm loạn. Mấy cái này đại nhân vật cụ thể lớn bao nhiêu, lạc tường không biết, hắn chỉ là nghe nói lần này cùng đi mấy cái đại nhân vật đến đây có địa sát các tổng các phó các chủ, đây chính là địa sát quân chủ tộc huynh, có thể tưởng tượng mấy người tới này đầu chi đại, như hắn dám rời đi tiêu hoàng khẳng định hội nổi giận vô cùng, hắn thành chủ này cũng không cần làm. Lạc tường, người chuyện gì xảy ra a à, có hiểu quy củ hay không? một đạo truyền âm đột nhiên vang lên tại lạc tường trong đầu hắn thân thể run lên ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy phía trước một người đầu chọc có chút bên mặt đôi mắt lập tức sáng lên tên đầu chọc này liền là tiêu địch lục trưởng lão truyền âm để hắn tìm tiêu địch hỗ trợ chính hắn cũng có ý tứ này lập tức vội vàng bồi tiếu truyền âm nói tiêu địch đại nhân tiểu nữ bị người bắt ta chỉ như vậy một cái nữ nhi sở dĩ ừm ai to gan như vậy lại dám cưỡng ép tiểu nghiêng nhan tình huống cận kẽ nói một chút tiêu địch truyền âm tới trong lời nói có chút nhàn nhạt sát cơ. Lạc tường vội vàng đem tình huống nói một lần, đương nhiên không dám nói Lạc Huynh Nhan mưu sát là hĩnh sự tình, chỉ nói giang giật là một cái lăng đầu thanh, cùng Lạc Huynh Nhan phát sinh một chút mâu thuẫn, sở dĩ bí quá hóa liều. Một cái nho nhỏ thiên thần thế mà có thể khống chế nhà ngươi thần vương cưỡng ép tiểu nghiêm nhan lạc tường nhà ngươi người đều là thùng cơm sao cái này nho nhỏ thiên thần thế mà có được có thể giết tử thần vương hỏa diễm ngược lại là thú vị. Tiêu địch đùa cợt nói hai câu, lập tức lại truyền âm nói, được rồi, Người trước đừng hoảng hốt, chuyện nơi đây quan trọng, chờ mấy vị kia đại nhân vật đến lại nói. Trễ chút, ta và ngươi đi một chuyến, coi như tiểu tử kia mang theo tiểu nghiêng nhan đi phụ cận phủ vực, ta cũng ra tay giúp ngươi đánh giết, phụ cận mấy cái phủ vực phủ chủ hẳn là sẽ cho ta mặt mũi này. Đa tạ tiêu địch đại nhân, lạc tường lập tức cuồng hỉ, tiêu địch thế nhưng là lam ưng phủ hai đại linh hồn cường giả một trong, đừng nói gian giật cùng cổ mộc, coi như hắn cái này cấp bậc, tiêu địch tùy ý một đạo công kích linh hồn đều có thể vô thanh vô tức giết chết chương 1343, ta đối với người thân thể không hứng thú. Hắc thần nghỉ ngơi ba canh giờ linh hồn bên trong đau đớn mới chậm rãi yếu bớt, Giang giật xác định hắc thần có thể kháng được về sau, lập tức bắt đầu truyền tống. Nhưng truyền tống sáu lần hắc thần lại không chống nổi, Giang giật chỉ có thể lần nữa dừng lại nghỉ ngơi. Giang giật vốn muốn cho hắc thần vào cổ mộc hỗn nguyên châu bên trong, đáng tiếc truyền tống lúc không gian thần khí bên trong là không thể mang theo bất luận cái gì sinh mệnh, nếu không sẽ bị chấn động ra, tươi sống bị không gian chi lực rào sát. Dạng này vừa đi vừa nghỉ, muốn đến Lam Sư Thành ít nhất phải cần mấy ngày thời gian, chờ truyền tống rời đi Lam ưng phủ cần thời gian thì càng lâu hơn, ai cũng không thể cam đoan nửa đường có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Giang giật thúc thủ vô sách, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Lần này lại nghỉ ngơi mấy canh giờ tiếp tục truyền tống 6 lần về sau, Giang giật chính mình không chống nổi. Hắn không có dễ nước dược hiệu đến, lại có mấy canh giờ suy yếu kỳ, như hắn tiếp tục truyền tống, linh hồn khẳng định hội sụp đổ. Linh hồn suy yếu lúc giang giật sức chiến đấu yếu đến đáng thương, thậm chí nhanh chóng bôn tẩu đều khó khăn, sở dĩ trong khoảng thời gian này hắn đem vô cùng nguy hiểm, vạn nhất lạc ra có bí mật cường giả ẩn núp tới, trực tiếp chém giết hắn, cổ mộc là hắn hồn nô cũng sẽ lập tức chết đi, lạc huynh nhan sẽ nhẹ nhõm bị giải cứu. Đi tìm một cái xa hoa nhất khách sạn, nghỉ ngơi năm canh giờ. Giang giật quả quyết hạ lệnh, xa hoa nhất khách sạn có cường đại cấm chế, nếu có cường giả muốn công kích, kia nhất định phải trước phá hư cấm chế. Coi như thần vương đỉnh phong phá hư cấm chế cũng cần một hơi thời gian đi, đến lúc đó hắn có thể trong nháy mắt phóng thích dung hợp hỏa diễm đánh giết Lạc Khuynh Nhan, đồng quy vô tận. Đi quán trọ, Lạc Khuynh Nhan ánh mắt lộ ra một tia đắng chát, Giang giật nhìn lướt qua, đùa cợt cười nói, Lạc tiểu thư, ngươi còn vọng tưởng nhà ngươi người tập kích cứu ngươi ngươi chết cái ý niệm này đi. Chỉ cần bất luận kẻ nào dám can đảm công kích, ta hội kéo lấy ngươi cùng chết. Lạc khuyên nhan chua xót cười một tiếng, không nói gì khống chế chiến xa hướng trong thành quảng trường phụ cận chạy mà đi. Rất nhanh mọi người tìm được một nhà siêu cấp lớn quán trọ, giang giật hướng cổ mộc nhìn lướt qua, cái sau truyền âm nói, đây không phải địa sát các sản nghiệp, không có đất sát các ký hiệu. Đi vào, mở một gian tốt nhất phòng, giang giật khoát tay chặn lại mọi người hạ chiến xa, cổ mộc đi vào mở ra một cái đơn độc lâu đài nhỏ, hao tốn dòng dã mấy trăm thần nguyên. Giang giật tốn người khác thần nguyên một điểm không đau lòng, mọi người xuyên qua đại sảnh tiến vào hậu viện một cái đơn độc lâu đài nhỏ bên trong. Tòa thành bên trong có một cái đại sảnh, hai cái gian phòng, Giang giật nhìn lướt qua đi đường thất tha thất thiểu hắc thần nói, hắc thần, người tiến gian phòng bên trong đi ngủ mấy canh giờ, ta cũng muốn nghỉ ngơi mấy canh giờ. Tốt, hắc thần đích thật là không chịu nổi, đi ngủ là tốt nhất khôi phục linh hồn biện pháp, hắn nhanh chóng đi vào trong một cái phòng ngủ thật say. Giang giật cùng là khuyên nhan ngồi trong đại sảnh, cổ mộc mở ra tòa thành bên trong cấm chế, kiểm tra một lần về sau, truyền âm tới nói, chủ nhân, nơi này cấm chế có thể ngăn cản thần vương đỉnh phong một kích. Giang giật yên tâm nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện tựu ngồi yên lặng tu luyện, chờ đến không có dễ nước dược hiệu đi qua. Ngồi một hồi, lạc khuynh nhan đột nhiên đứng lên mở miệng nói, giang giật, của ta bệnh cũ phạm vào, ta cần ăn bồ đề quả. Giang giật mở to mắt, cảnh giác nhìn qua nàng nói, người ăn thì ăn, người đứng lên làm gì. Lạc khuyên nhan đắng chát cười nói, bồ đề quả ăn hội mê man, cổ mộc hẳn phải biết. Ta muốn vào gian phòng bên trong ngủ một hồi, người nếu không yên tâm có thể để cổ mộc đi vào thăm ta. Giang giật hướng cổ mộc nhìn lại, cái sau nghĩ nghĩ gật đầu truyền âm nói, giống như tiểu thư mỗi lần ăn bồ đề quả hoàn toàn chính xác cần ngủ một đoạn thời gian rất dài. Có một lần ta tìm nàng bẩm báo sự tình, thì nữ của nàng nói nàng ăn bồ đề quả đang ngủ say. Nha, Giang giật nội tâm cảnh giác mất đi, không bằng hắn vẫn là không yên lòng, trầm giọng hạ lệnh, cổ mộc, người ở bên ngoài nhìn một chút, một khi có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, tỉ như có người tới gần, trước tiên truyền âm cho ta. Nếu là có người công kích cấm chế, trực tiếp nghĩ biện pháp chém giết lạc khuynh nhan. Rõ, cổ mộc chắp tay lĩnh mệnh, giang giật lúc này mới chế nhạo nhìn qua lạc khuynh nhan nói, lạc tiểu thư, vào phòng đi. Lạc khuynh nhan sắc mặt hơi đổi một chút, cắn răng truyền âm cho giang giật nói, giang giật, hy vọng ngươi đừng làm loạn. Ta có vị hôn phu, như trong trắng khó giữ được, ta chỉ có một con đường chết, đến lúc đó cũng không ai đưa các ngươi ra lam ưng phủ. Yên tâm đi, Giang giật đùa cợt cười nói, ta đối với người thân thể. Không hứng thú, Lạc Huynh Nhan đỏ mặt, cắn răng phòng nghỉ trong phòng đi đến. Giang giật nhanh chóng đuổi theo, trở ra còn đem cấm chế bên trong cho đóng lại, Lạc Huynh Nhan nhìn thấy cấm chế quang mang lấp lánh, lập tức giật mình nói, người muốn làm gì. Giang giật trợn trắng mắt, cái này là Huynh Nhan thật đúng là cho là mình phi thường muốn lên nàng, nói thật giang giật đối với loại rắn này bỏ cặp tâm địa nữ tử không có nửa điểm hứng thú hắn mở ra cấm chế là bởi vì có thể thêm một tầng phòng ngự địch nhân muốn nghĩ cách cứu viện lạc khuyên nhan nhất định phải phá mất hai tầng cấm chế hắn tự có đầy đủ thời gian phóng thích dung hợp hỏa diễm hắn cũng không để ý tới lạc khuyên nhan phòng nghỉ trong phòng quét qua phát hiện chỉ có một cái giường hắn chỉ có thể ngay tại chỗ ngồi xếp bằng sau chỉ vào giường nói đi ngủ hy vọng ngươi đừng có bất luận cái gì dị động nếu không đừng trách ta không khách khí ta người này tính cách ngươi hẳn là hiểu rất rõ, nổi điên chính ta đều sợ hãi. Nói xong hắn trực tiếp tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên nhanh chóng tu luyện thiên lực, một bên khóa chặt lạc khuynh nhan, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Nàng đan điền bị cổ mộc phong ấn, bằng vào thực lực của nàng là rất khó xông mở phong ấn. Còn công kích linh hồn giang giật không nhìn thẳng, lạc khuynh nhan linh hồn cũng không mạnh mẽ. Hắn quan sát nàng là muốn nhìn một chút, nàng sẽ có hay không có cái gì đặc thù cử động, dù sao nữ tử này quá thông minh lạc huynh nhan cũng không có đặc thù cử động ngược lại phi thường đề phòng nhìn qua giang giật tựa hồ sợ hắn làm loạn nàng có chút bứt sức bất an ngồi tại bên giường trong tay trong giới chỉ lấy ra một viên màu hồng bồ đề quả có chút nhớ nhung ăn lại có chút không dám ăn vạn nhất ăn sau mê man đi qua giang giật thừa cơ đem nàng cho lên đâu đợi trọn vẹn hai nén hương thời gian giang giật không có dễ nước dược hiệu liền muốn qua lạc huynh nhan còn không có quyết định Giang giật chỉ có thể mở to mắt hung dữ nói ra, mau ăn, ta cam đoan tuyệt không đụng ngươi. Còn ở lại chỗ này lằng nhà lằng nhằng, chọc giận ta, sợ là thật sẽ làm ra chuyện cầm thú. a à, là khuynh nhan bị giang giật ánh mắt hung ác hù dọa, chỉ có thể ủy khuất cuộn mình thân thể, ngồi ở trên giường, sau đó ngụm nhỏ ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Bồ đề quả rất thơm, cắn một cái về sau, một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập cả phòng, giang giật sau khi hít một hơi cảm giác tinh thần chấn động, tựa hồ linh hồn đều có thể chậm rãi đạt được bổ dưỡng, đây tuyệt đối là địa sát giới phi thường chân quý linh quả. Không tệ, dược hiệu phải qua, nghe mùi thơm này còn có thể để linh hồn khôi phục nhanh chóng tới. Giang giật âm thầm gật đầu, là khuyên nhan không có bất kỳ cái gì dị dạng cử động, hắn cũng yên tâm lại. Mà lại là khuyên nhan ăn hai cái quả, tại quả thứ ba quả ăn một nửa về sau, mí mắt từ từ rủ xuống đến, cuối cùng ôm hai đầu gối, tựa ở trên tường ngủ thật say. Giang giật cảm ứng một phen, phát hiện hắn nhịp tim trở nên chậm, linh hồn bên trong một mảnh yên lặng, đích thật là ngủ say đi qua. Không có dễ nước dược hiệu rốt cục mất hiệu lực, một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi theo sâu trong linh hồn truyền đến, giang giật cắn chặt răng, cố gắng để cho mình không muốn mê man đi qua, nếu không đem rất dễ dàng xảy ra chuyện. TT tê, tê, là khuynh nhan cầm trong tay nửa viên bồ đề quả tản ra nồng đậm dị hương, giang giật từng ngụm từng ngụm hấp khí, ý đồ hấp thụ nhiều một chút thơm như vậy khí, để cho mình linh hồn đạt được khôi phục, dạng này liền có thể bảo trì thanh tịnh Nhưng mà, nương theo lấy hắn hấp thu hương khí càng nhiều, hắn ngược lại cảm giác linh hồn càng ngày càng mê man, tại kiên trì thời gian một nén nhang về sau, hắn thân thể đột nhiên nhoáng một cái, tựa ở trên tường đã ngủ say. Ngay một khắc này, Lạc Khuynh Nhan đột một mở mắt, khóe miệng tạo nên vẻ tươi cười, tuyệt mỹ khuynh thành. Chương 1344, là thủ tồi hoa. Tiêu hồn bột không phải một loại độc dược, mà là một loại thuốc gây ảo giác. Loại này bột phấn tác dụng kỳ thật đại bộ phận dùng cho chữa thương, để những cái kia tiếp nhận thống khổ người hấp thu một chút tiêu hồn bột sau quên thống khổ, tiến vào mê huyễn trạng thái. Cũng có rất nhiều hoàn khố bọn công tử thích hút tiêu hồn bột, tiến vào mê huyễn trạng thái, dạng này có thể quên mất hiện thực cùng phiền não, yên lặng tại hư vô mờ mịt bên trong ảo cảnh. Giang giật người này vô cùng cẩn thận, suy nghĩ cẩn thận, là khuyên nhan không dám vận dụng thủ đoạn khác, một khi bị hắn phát hiện nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này tiêu hồn bột căn bản không độc, mà lại kỳ hương, nhìn từ bề ngoài còn có thể bổ dưỡng linh hồn, dạng này giang giật tự tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Lạc khuyên nhan đoán chắc, giang giật không có dễ nước dược hiệu qua về sau, khẳng định sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi khôi phục. Cho nên nàng tại thời gian này chỉ vào tay, nếu là giang giật linh hồn không hư nhược, hút ăn tiêu hồn bột nhiều nhất tiến vào mê huyễn trạng thái, sẽ không ngủ say, tại gặp nguy hiểm tiến đến về sau, ngược lại sẽ bản năng giật mình tỉnh lại. Giờ phút này lại khác, linh hồn hắn phi thường suy yếu, căn bản chịu không được tiêu hồn bột kích thích, thoáng cái tựu đã ngủ say. Còn lạc khuynh nhan chính mình vì sao không có việc gì, cái này phi thường tốt giải thích bồ đề quả là bổ dưỡng linh hồn linh quả, có thể làm cho nàng bên trong cùng tiêu hồn bột dược lực. Hết thảy đều phi thường hoàn mỹ, không thể không nói lạc khuynh nhan người này quá thông minh, tại bị giang giật cưỡng ép thời điểm, loại tình huống kia thế mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nghĩ đến biện pháp. Vừa rồi diễn kịch cũng phi thường đúng chỗ, thành công đem Giang Giật cho mê đi đi qua. Giờ phút này gian phòng cấm chế quan bế, Giang Giật không có mệnh lệnh, bên ngoài không có tình huống đặc biệt, cổ mộc căn bản không dám cưỡng ép xuyên thấu cấm chế dò xét vào đây. Chỉ cần nàng đánh giết Giang Giật, cổ mộc là hồn nô, tại Giang Giật chết đi một khắc này hắn cũng sẽ đi theo chết đi, còn như hắc thần không chịu nổi một kích, tùy ý một đạo công kích linh hồn đều có thể chém giết. Là khuyên nhan nhẹ nhàng đi xuống giường, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm ngủ say Giang Giật, lại hơi lúng túng một chút, nàng nên như thế nào đánh giết giang giật nàng kỳ thật có biện pháp xông mở cổ mộc đối nàng đan điền phong ấn nhưng này cần thời gian mà một khi xung kích phong ấn sẽ kinh động cổ mộc đến lúc đó hắn phá tan cấm chế sẽ trực tiếp chấp hành giang giật mệnh lệnh đánh giết nàng không thể phá mở ra ấn vậy liền không thể vận dụng thiên lực cũng sẽ không thể phóng thích pháp tắc công kích cùng các loại thần thông lạc huynh nhan đôi mắt lấp lóe rơi vào trầm tư nhìn xem muốn hay không phát ra tín hiệu triệu tập lạc gia võ giả phối hợp hành động Nàng đưa ra điều kiện thứ hai, để lạc ra một tên thần vương đi theo, kỳ thật chính là vì phối hợp hành động của nàng. Nàng có một khối ngọc bội, bóp nát sau lục trưởng lão lập tức hội phát giác, đến lúc đó hội đưa tin cho đi theo thần vương bắt đầu phối hợp hành động của nàng. Không được, lạc khuyên nhan rất nhanh phủ định kế hoạch này, lạc ra theo tới thần vương thực lực so cổ mộc thấp, cũng không dám độc thân hành động, sở dĩ hắn hoặc là chờ lạc ra viện quân đến, hoặc là đi tìm kiếm địa sát các trợ giúp. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, La Gia nói không chừng đã phát hiện, như lục trưởng lão dẫn người khẽ động, La Gia thừa cơ công kích, Lạc Gia sẽ chó gà không tha. Lạc Gia tại Lam ưng phủ có hậu đài, La Gia đồng dạng có hậu đài, đến lúc đó Lam ưng phủ phủ chủ nhiều nhất hai bên các đánh 50 đại bản. Còn như thỉnh cầu cái này thành trì nội địa sát các trợ giúp, kia càng không lý tưởng, địa sát các sẽ không cho phép Lạc Gia người trong thành động võ, trừ phi Lạc Tường đến rồi. Thời gian dài như vậy, phủ thân đã sớm nhận được tin tức A à nhưng không có bất kỳ cử động nào, rất có thể hắn tại Lam ưng phủ bị tình huống đặc biệt kéo lại. Xem ra chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm, Lạc khuyên nhan nghĩ thông suốt sự tình, quyết định tự mình động thủ, vận dụng công kích linh hồn, hủy diệt giang giật linh hồn. Giang giật linh hồn giờ phút này vô cùng suy yếu, Lạc khuyên nhan hàng năm dùng ăn các loại linh hồn bổ dưỡng tiên quả, linh hồn cường độ đã đạt đến thần tướng trung giai. Một cái trung giai thần tướng công kích linh hồn, không cách nào phá hủy một cái nho nhỏ thiên thần linh hồn. Lạc khuyên nhan không tin tưởng, Nàng đứng tại giang giật trước người, nhìn hắn chầm chầm một trận, thần thức một lần lại một lần tại giang giật linh hồn trong thức hải đảo qua, cuối cùng nàng động thủ. Hưu, nàng hai mắt sáng lên hai đạo hào quang màu vàng sậm, quang mang kia lóe lên một cái rồi biến mất chui vào giang giật trong đầu, tiếp lấy hóa thành ức vạn đạo kim sắc sợi tơ hướng giang giật linh hồn trong thức hải dũng mãnh lao tới. Đây là lạc ra một loại đặc biệt công kích linh hồn, tên là thần châm toái hồn. Thông qua ức vạn đạo linh hồn sợi tơ, liên tục không ngừng công kích địch nhân linh hồn, để cho địch nhân linh hồn phòng ngự không thể phòng ngự, cấp tốc sụp đổ. Suy suy, ước vạn tơ vàng hóa thành ước vạn cái nhỏ bé kim châm, như mưa phùn hướng giang giật chủ linh hồn vọt tới, giang giật chủ linh hồn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn tĩnh mịch. Phá, là khuyên nhan trong đôi mắt quang mang vạn trượng, ước vạn kim châm theo bốn phương tám hướng hướng giang giật chủ linh hồn bên trong đột nhiên đánh tới, những linh hồn này kim châm phi thường sắc bén, nhẹ nhõm đâm vào giang giật chủ linh hồn bên trong, bắt đầu ở bên trong tùy ý công kích, phá hư giang giật linh hồn để linh hồn hắn sụp đổ a à, giang giật bị kịch liệt đau nhức giật mình tỉnh lại hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tựa như một cái ngủ say người bị người dội cho một bình nước sôi linh hồn bên trong truyền đến như tê liệt thống khổ để hắn kém chút tự hồn phi phách tán may mắn trong tay hắn hỏa linh châu kịp thời truyền lại một đạo không hiểu năng lượng vào đây để linh hồn hắn bên trong kim quang lóe lên bảo vệ linh hồn không toái giang giật cho bản tiểu thư đi chết Lạc khuyên nhan thần thức khóa chặt giang giật linh hồn, truyền một câu đi vào, tiếp lấy nàng điên cuồng khống chế kim châm tại giang giật chủ linh hồn bên trong mặt ngược đâm, nàng có lòng tin lại xuyên đâm một vòng liền có thể để giang giật hồn phi phách tán. Chữ tiểu truyện ký tự, sống còn thời khắc, giang giật phản ứng lại, cái kia cùng hỏa long kiếm giống nhau như đúc chủ linh hồn bên trong quang mang đại thịnh, ba đầu long văn nhanh chóng du tẩu, tiếp lấy từng cái chữ tiểu truyện ký tự bắn ra, một cỗ thần thánh mà khí tức cường đại theo những chữ kia trên bùa lan tràn ra đây là cái gì? Lạc khuynh nhan tại những cái kia chữ tiểu truyện ký tự xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ linh hồn đều chấn động, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được những này chữ tiểu truyện ký tự cường đại. Bởi vì tại chữ này phù xuất hiện trong nháy mắt, bị kia thần thánh mà khí tức cường đại bao phủ lúc, linh hồn của nàng kim châm căn bản không động được, mà lại đang từ từ tan rã. Đây tuyệt đối không phải địa giới có đồ vật, đây cũng là thiên giới thần thông, giang giật ngươi đến cùng có cái gì địa vị. Lạc huynh nhan kinh hô lên, cùng cổ mộc giống nhau như đúc phản ứng. Giờ khắc này nàng thân thể mềm mại có chút rung động không thôi, giang giật tính cách nàng phi thường tinh tường, giết không chết hắn, sẽ đạt được hắn điên cuồng trả thù, rất có thể sẽ trực tiếp dùng hỏa diễm thiêu chết nàng. Ông, giang giật những cái kia chữ tiểu truyện ký tự không ngừng tại linh hồn trong thức hải bay múa, chỉ là mấy hơi thời gian nhẹ nhõm đem ức vạn kim châm từng mảnh từng mảnh hủy diệt. Tiếp lấy hắn khống chế chữ tiểu chuyện ký tự bay múa mà ra, xuất vào lạc khuynh nhan trong đầu, vô tình đối linh hồn của nàng va chạm mà đi. Hắn còn phi thường suy yếu, hắn thậm chí đều không thể thoải mái dung hợp hỏa diễm. Hắn cũng không có khả năng thoải mái dung hợp hỏa diễm, dù sao nơi này là thành nội, một khi kinh động đến địa sát quân sẽ bị vô tình đánh giết. Đã là khuynh nhan vận dụng công kích linh hồn muốn giết hắn, hắn tự ăn miếng trả miếng. Ông, là khuynh nhan chủ linh hồn bên trong lại có một kiện linh hồn phòng ngự thần khí, là năm cái nhanh chóng quay chung quanh chủ linh hồn phi hành hạt châu, giờ phút này quang mang đại thịnh, nhanh chóng xoay tròn không ngớt. Giang giật triệt để bị chọc giận, hắn cái gì đều không quan tâm, khống chế từng cái chữ tiểu triện ký tự đột nhiên hướng mấy cái kia hạt châu công kích, đồng thời hắn há mồm chật vật quát lạnh nói, là khuynh nhan, là ngươi bức ta, đừng trách ta là thủ tồi hoa. Trường 1345, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giang giật đời này hận nhất nữ nhân tính toán hắn, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, hắn tại sao lại đột nhiên chìm vào giấc ngủ nhưng hắn đại khái đoán được, hẳn là bồ đề quả vấn đề, nữ nhân này thế mà tại bị cưỡng ép thời điểm đã trải qua rồi tính toán hắn, vừa rồi nếu không phải hỏa linh châu truyền lại một đạo năng lượng, bảo vệ hắn linh hồn không sụp đổ, giờ phút này hắn đã chết. Mình đào ăn cướp trắng trợn đến, giang giật chết cũng không oán người, sẽ chỉ cảm thấy mình tài nghệ không bằng người. Âm mưu quỷ kế hắn lại là thống hận nhất, có lẽ cũng là hắn bị cơ thính vũ, hình mộng huyền tính kế rất nhiều lần, sở dĩ giờ khắc này hắn đã động sát tâm, cái gì cũng không quan tâm, nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết Lạc Khuynh Nhan. Oanh, mấy chục cái chữ tiểu truyện ký tự gào thét mà đi, hung hăng đâm vào Lạc Khuynh Nhan linh hồn bên ngoài kia năm cái kim sắc hạt châu nhỏ bên trên. Hạt châu nhỏ quang mang lập tức vạn trược, nhưng rất nhanh dần dần ảm đạm xuống, mà chữ tiểu truyện ký tự nhưng không có nửa điểm sự tình. Giang giật tiếp tục khống chế chữ tiểu truyện ký tự lần lượt va chạm mà đi, năm viên hạt châu màu vàng óng càng ngày càng ảm đạm, mắt thấy là phải bạo liệt. Lạc Khuynh Nhan linh hồn bị chữ tiểu truyện ký tự khí tức bao phủ, nàng cảm giác tựa như tao ngộ một cái thần đề căn bản là không có cách kháng cự nàng cảm ứng được linh hồn phòng ngự thần khí liền muốn nổ tung đến lúc đó nàng chủ linh hồn khẳng định chịu không được giang giật một lần công kích nàng chỉ có hoảng sợ khẽ kêu không giang giật ngươi không thể giết ta người giết ta ngươi tựu không cách nào rời đi lam ưng phủ giang giật ta sai rồi ta cũng không dám nữa ngươi lượn quanh ta một mạng chỉ cần ngươi không giết ta muốn ta làm gì đều được người càng thông minh hơn càng sợ chết Lạc Khuynh Nhan là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, chưa từng nhận qua nửa điểm khổ, nửa điểm khuất nhục. Nàng là cao cao tại thượng thần ưng thành đệ nhất tiểu thư, vô số công tử như như con ruồi từ nhỏ đã vây quanh nàng chuyển. Nàng cực kỳ thông minh, tại Lam Ưng phủ đô lừng lẫy nổi danh, nàng rất hưởng thụ các nam nhân vây quanh nàng chuyển, rất hưởng thụ ưu việt sinh hoạt, rất hưởng thụ lợi. Dụng kế mưu đem vô số người đùa bỡn vỗ tay bên trong cái chủng loại kia cảm giác. Đè xuống giới thời gian tính toán, nàng vẻn vẹn chỉ có 20 tuổi, theo thượng giới mà tính nàng vẫn là một cái nhà đầu, nàng cảm thấy mình không phải cứ như vậy chết đi, nàng còn muốn hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh, còn muốn gả cho Lam Ưng phủ phủ chủ cháu trai, vượt qua vô số tiểu thư hâm mộ sinh hoạt, đồng thời trợ giúp nàng tương lai phu quân trở thành Lam Ưng phủ phủ chủ, cho nên nàng thấp thật cao đầu lâu, chủ động cùng gian giật nhận lầm, cầu xin tha thứ, thậm chí không tiếc bỏ đi tôn nghiêm cùng thận trọng, nói để nàng làm gì đều được. Oanh, linh hồn nàng bên trong năm viên hạt châu tại lúc này cũng rốt cục bạo liệt. Giang giật tại thời khắc này trần chờ Lạc khuyên nhan cầu xin tha thứ để hắn thanh tỉnh một phần. Giống như lạc khuyên nhan câu nói này không phải cầu xin tha thứ, mà là uy hiếp, đoán chừng giờ phút này hắn sớm đã nổi giận đánh giết nàng. Hiu, hắn nao nao, lập tức vẫn là khống chế một cái chữ tiểu triện ký tự hung hăng hướng lạc khuyên nhan linh hồn đánh tới, một đạo im ắng nổ vang, lạc khuyên nhan linh hồn bị thương nặng, cả người bởi vì thống khổ ngã trên mặt đất quay cuồng lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, chu lớn không ngớt, giang giật mở to mắt lặng lẽ nhìn qua trên mặt đất không có hình tượng chút nào lăn lộn lạc khuynh nhan có thể nhìn thấy thân phận tôn quý như thế tiểu thư lăn lộn trên mặt đất đây cũng là rất hưởng thụ sự tình hắn khống chế chữ tiểu truyện ký tự bay trở về bất quá lưu lại một cái tại lạc khuynh nhan linh hồn bên trong rất thần kỳ là hỏa linh châu năng lượng tiến vào linh hồn cùng chữ tiểu truyện ký tự xuất hiện về sau loại kia khí thức thần thánh lại có chữa thương tác dụng như thế một hồi thời gian giang giật linh hồn ngược lại không có như vậy suy yếu đương nhiên còn khoảng cách hoàn toàn khôi phục vẫn là cần mấy canh giờ. Phanh phanh, là khuyên nhan trên mặt đất lăn lộn, thỉnh thoảng đụng vào bên cạnh giường lớn, nàng tóc mai loạn, một thân màu hồng phấn váy dài lộn xộn không chịu nổi, lộ ra hai đoạn trắng bóng đùi, một đại mỹ nữ trên mặt đất lăn lộn, loại tràng diện này rất là mê người, giang giật nhìn mấy lần cũng cảm thấy tà hỏa tán loạn. Hắn cố nén chính mình không nhìn tới là khuyên nhan thỉnh thoảng lộ hàng thân thể, nhắm mắt lại điều tức một hồi, để linh hồn tiến một bước khôi phục. Trọn vẹn sau nửa canh giờ hắn mở mắt, Lạc Khuynh Nhan cũng khôi phục lại, bất quá vẫn là rất thống khổ ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở. Tư vị này sướng hay không, muốn hay không lại đến thoáng cái. Giang giật đứng dậy đi tới, cư cao lâm hạ nhìn qua Lạc Khuynh Nhan, hắn còn có một viên chữ tiểu truyện ký tự lưu tại Lạc Khuynh Nhan linh hồn trong thức hải tùy thời có thể dùng công kích. Lúc nói chuyện, hắn còn khống chế kia chữ tiểu truyện ký tự tại Lạc Khuynh Nhan linh hồn trong thức hải bay múa, mấy lần kém chút đụng phải linh hồn của nàng. Lạc khuyên nhan dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, vội vàng ngửa đầu vô cùng đáng thương nhìn qua giang giật nói, không, không muốn, giang giật, ta sai rồi, ta thật sai. Cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta lần này. Về sau ta tuyệt đối sẽ không tái phạm, người muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, phụ thân ta có rất nhiều tài phú, ta để hắn cho ngươi trăm vạn thần nguyên, ngàn vạn thần nguyên. Ha ha, giang giật ngồi sổ người xuống một cái tay nắm lạc khuyên nhan cái cầm, đưa nàng đầu nâng lên, lúc này mới nhìn qua nàng cặp kia trốn tránh nổi giận đôi mắt đẹp nói, ta không muốn thần nguyên, cũng không thích cha ngươi bảo vật, ta chỉ cần. Ngươi, a à, là khuyên nhan thân thể mềm mại run lên, toàn thân run rẩy không ngừng lắc đầu nói, không được, giang giật thật không được. Ta từ nhỏ đã gả cho tiêu phủ chủ cháu trai, nếu ngươi điếm ô ta, ngươi sẽ bị lam ưng phủ phủ chủ truy sát. Ngươi hẳn phải biết một cái phủ chủ quyền thế lớn bao nhiêu đến lúc đó coi như rời đi lam ưng phủ, ngươi cũng không sống nổi ngươi có thể hỏi phụ thân ta muốn rất nhiều thần nguyên có thần nguyên dạng gì nữ nhân đùa không được ngươi đừng kích động ta còn chưa nói xong đâu giang giật chế nhạo cười nói ta không nói muốn thân thể của ngươi ta chỉ cần ngươi hồn trùng ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là chết hoặc là trở thành nô lệ của ta đồng dạng chỉ cần ngươi hộ tống ta ra lam ưng phủ ta tự trả lại tự do của ngươi đã qua nửa canh giờ giang giật triệt để bình tĩnh lại Là khuyên nhan vẫn là không thể giết muốn trả thù nàng có thể để nàng bị điểm tội giết nàng hắn tự thật không có đường sống lạc huynh nhan nếu là trở thành hắn hồn nô hắn một đường an toàn tuyệt đối có bảo hộ dù sao hắn chết lạc huynh nhan cũng chỉ có một con đường chết hồn trùng lạc huynh nhan đôi mắt đẹp co rụt lại trên mặt lộ ra một vòng kiên định phi thường khẳng định nói ra không được lạc gia tổ huấn như trở thành người khác nô lệ vậy sẽ lập tức bị khu trục ra lạc gia phụ thân ta đều không gánh nổi ta chỉ cần chiến tử lạc gia anh linh không có trở thành người khác nô lệ lạc ra con em. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Giang giật có chút nổi giận vung tay lên nói, vậy lưu ngươi làm gì dùng ngươi không bằng đi chết đi. Trong cơn giận dữ, Giang giật lần nữa không thèm đếm xỉa, khống chế chứ tiểu chuyện ký tự liền muốn hung hăng hướng lạc huynh nhan va chạm mà đi, nhưng ở một khắc cuối cùng lạc huynh nhan đột nhiên truyền âm nói, dừng lại. Giang giật, ta có thể trở thành ngươi hồn nô, nhưng ngươi nhất định phải lập xuống thiên đế huyết thệ cam đoan gia Lam ưng phủ sau lập tức trả lại ta tự do, mà lại cam đoan việc này tuyệt đối không nói cho người thứ ba, nếu không ta đem không cách nào tại lạc ra đặt chân. Ách, à, Giang giật có chút kinh ngạc, hắn đánh giá cao lạc huynh nhan cốt khí, hắn nổi giận trên mặt cũng lộ ra một tia đùa cợt, đại thủ tại lạc huynh nhan gương mặt xinh đẹp bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, cười lạnh nói, lạc huynh nhan. Ngươi thật rất không có cốt khí, như ngươi loại này tiện nữ nhân liền là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. À. Chương 1346, hàng năm đánh ưng bị ưng mổ ta giang giật đối thiên đế phát thệ đạt được lạc khuyên nhan cái này hồn nô trên đường tự có an toàn cam đoan coi như lạc thành chủ tới cũng vô dụng sở dĩ giang giật rất sảng khoái phát thệ không bằng hắn lời thề còn không có phát xong lạc khuyên nhan đột nhiên mở miệng nói chờ chút thì thế nào giang giật trợn mắt nhìn tựa như một cái muốn nhắm người mà phệ cự thú lạc khuyên nhan cắn môi đỏ mọng nói Người còn nhất định phải lập cái lời thề không phải phá hư của ta trong trắng Ngoá. Giang giật triệt để bó tay rồi, hắn tự căn bản không có ý định mạnh lên là khuyên nhan, mặc dù nữ tử này rất đẹp rất gợi cảm. Nhưng so ra mà nói mạng sống quan trọng hơn, hắn cũng không tâm tình chơi gái, giờ phút này là khuyên nhan nói ra, để hắn cực kỳ phản cảm, nội tâm không đè nén được nổi giận. Hắc hắc, ánh mắt của hắn tại là khuyên nhan hoàn mỹ thân thể mềm mại bên trên liếc mấy cái, đột nhiên lộ ra một cái tà mị nụ cười, hắn lạnh giọng nói ra không đoạt ngươi trinh tiết đúng không đi. Hắn lần nữa nhanh chóng lập xuống lời thề, bất quá tại lập thể lúc cũng không có nói bất phôi là khuyên nhan trong trắng, mà là bất phôi nàng tấm thân xử nữ, là khuyên nhan nghe được như thế cảm thấy khó xử từ ngữ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi, nội tâm lại là triệt để yên tâm, một viên kim sắc hồn trùng theo nàng trong mi tâm bay ra, chui vào giang giật trong đầu. Tốt, tại giang giật thôn vệ là khuyên nhan hồn trùng, cùng nàng có một tia tinh thần liên hệ về sau, hắn như chút được gánh nặng thở ra một hơi, thu hồi cái kia chữ tiểu triện ký tự, là khuyên nhan thì thức thời quỳ xuống, cung kính nói ra, nghiêng nhan bái kiến chủ nhân. Ha ha, Giang giật khóe miệng lại hiển hiện trong lúc này tà mị nụ cười, ánh mắt của hắn như như độc xà tại lạc khuynh nhan trên thân thể đảo qua, không nói một lời, thấy cái sau toàn thân run rẩy, thân thể mềm mại run rẩy, bất quá nghĩ đến Giang giật lập xuống thiên đế huyết thệ không đến mức làm loạn an à nội tâm của nàng lại có chút an tâm. Giang giật nhìn trọn vẹn thời gian một nén nhang, đột nhiên mở miệng nói đem y phục. Thoát, a à, lạc khuynh nhan mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng sợ hãi cho là mình nghe lầm giang giật không phải rõ ràng lập xuống lời thề hắn vì sao còn dám làm loạn hắn tựu không sợ thiên địa pháp tác oanh sát hắn chủ chủ nhân người mới vừa nói cái gì nàng e sợ từng tiếng hỏi một câu giang giật khuôn mặt lạnh buốt vô cùng kiên định nói ra ta để ngươi cởi quần áo ra người lỗ tai điếc ngươi dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta vù vù lạc khuynh nhan mặt triệt để trở nên không có một tiêu huyết sắc sâu trong linh hồn không ngừng hiển hiện ý niệm, nói cho nàng ngàn vạn không thể ngỗ nghịch giang giật mệnh lệnh. Nhưng nữ tử thân thể làm sao tùy ý có thể khiến người ta xem thân thể đều bị người thấy hết, kia trong trắng cũng liền không còn. Tấm thân xử nữ, là khuynh nhan trong đầu hiện lên bốn chữ, linh hồn nàng kịch liệt run lên, giang giật chơi văn tự trò chơi, tấm thân xử nữ kia đại biểu giang giật chỉ cần không cùng nàng hoan hảo, không coi là vi phạm thiên đế huyết thệ. Nói cách khác ngoại trừ cái chỗ kia bên ngoài, còn lại địa phương hắn đều có thể tùy ý đùa. Xong, hàng năm đánh ưng bị ưng mổ, tính kế chủ nhân nhiều lần, lần này bị chủ nhân tính kế. Lạc khuyên nhan trong đầu hiện lên một tia hối hận, linh hồn bên trong không ngừng hiển hiện ý niệm, để nàng cố nén ngượng ngùng cùng không chịu nổi, chậm chậm bắt đầu cởi quần áo, nàng kéo ra thắt lưng của mình, rút đi màu hồng phấn quần ngoài, lộ ra màu trắng bạc áo lót cùng quần lót. Tiếp tục thoát, giang giật không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh vang lên lần nữa, Lạc Khuynh Nhan mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng ngượng ngùng tiếp tục chậm rãi bỏ đi áo lót, lộ ra hoàn mỹ thân trên, nàng nhắm mắt lại muốn dùng một cái tay che chắn, lại bởi vì quá mức sung mãn, từ đầu đến cuối che không được. Trong đầu không ngừng truyền đến ý niệm, khiến cho nàng tiếp tục rút đi quần lót, đem toàn thân bại lộ tại giang giật trong tầm mắt. Lộc cộc, lộc cộc, giang giật nuốt xuống mấy cái nước bọt, đỏ ngầu cả mắt, Lạc Khuynh Nhan khuất nhục vẻ mặt ngượng ngùng, đốt lên hắn trong khung tà hỏa sâu trong linh hồn các loại áp lực cùng lệ khí để hắn kém chút điên rồi, nhiều lần trở về từ cõi chết, giờ phút này còn chưa nhất định phải chăng có thể sống sót, cũng làm cho hắn triệt để điên dại, hắn cần phát tiết, lạc khuynh nhan thân thể liền là phi thường tốt phát tiết chi địa. Đối với lạc khuynh nhan, giang giật trong lòng không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, đây là thiên cổ không đổi đạo lý, lạc khuynh nhan nhiều lần tính toán hắn, nếu không phải hắn vận khí tốt, sớm đã bị đùa chơi chết. Tới, sở dĩ nội tâm của hắn kiên định như sắt hạ lệnh, lạc khuynh nhan tuyệt vọng từng bước một đi tới, giang giật một tay lấy nàng nhét vào trên giường lớn, như mãnh hổ hạ sơn nhào tới, tùy ý đùa bỡn lạc Khuynh nhan hoàn mỹ thân thể mềm mại. Không, không, chủ nhân, người không thể phá hư ta trong trắng, nếu không ngươi sẽ bị thiên địa pháp tắc oanh sát. Lạc Khuynh nhan cực lực phản kháng, nhưng nàng thiên lực bị phong ấn, linh hồn giờ phút này còn vô cùng suy yếu. Làm sao có thể phản kháng được tại Giang giật hạ một cái mệnh lệnh về sau, nàng không chỉ có không dám phản kháng, còn muốn bi phẫn nghênh hợp Giang Giật. Giang Giật trong ánh mắt một áng đỏ, hắn mặt mũi tràn đầy đùa cợt, nhìn qua dưới thân trương này bi phẫn đan sen mặt, hắn nhếch miệng cười nói, yên tâm, lạc đại tiểu thư, ta sẽ không vi phạm thiên đế huyết thệ, sẽ không đần độn tìm chết, cũng sẽ không hư người tấm thân xử nữ. Bất quá ngươi cũng không phải chỉ có một nơi có thể đùa, ngươi còn có. Hai cái trời rất vui địa phương, chế chút ta sẽ nói cho ngươi biết. Oanh, lạc nghiêng trong đầu tựa như bị sét đánh, triệt để mất phương hướng. Nàng niên kỳ mặc dù nhỏ, nhưng xuất thân đại gia tộc, thường thường đại gia tộc đều rất phóng túng loạn, nàng tự nhiên minh bạch giang giật ý tứ. Nàng thật chặt nhắm mắt lại, nàng biết mình triệt để xong, đời này coi như có thể sống sót, cũng vĩnh viễn không cách nào quên lần này thừa nhận khuất nhục, cái này tên là giang giật hạ giới con kiến hôi, nhất định tại trong đời của nàng lưu lại trùng điệp một bút. Báo, thần ưng thành, la gia lớn nhất tòa thành bên trong, một đạo tiếng truyền báo đem mặt mũi tràn đầy âm trầm la phù bọn người bừng tỉnh cái này truyền báo kêu như thế to chẳng lẽ lại rốt cuộc có tin tức trong khoảng thời gian này đến la ra gần như tất cả lực lượng đều vận dụng còn hao tốn vô số thần nguyên bốn phía thu mua tin tức nhưng không có tìm được một tia manh mối cùng chứng cứ cái này khiến la phù cùng la ra chúng cường giả giận dữ không thôi bà tai này đánh cho quá vang dội nếu không thể tìm tới phía sau màn hắc thủ la ra về sau tại thần ưng thành còn thế nào ngẩng đầu một tên thần tướng đỉnh phong nhanh chóng đi tới, sau đó một gối quỳ xuống, tại vô số song hy vọng đôi mắt nhìn soi mói, trầm giọng nói, bẩm báo tộc trưởng, vừa rồi thành công đón mua lạc ra một tên thống lĩnh, đạt được chân quý tình báo. Nói, la phù đôi mắt sáng như tinh thần, còn lại trưởng lão cũng đều phấn chấn không thôi, thần tướng đỉnh phong nhanh chóng nói ra, lạc ra gần nhất có đại sự xảy ra, lạc khuyên nhan. Bị người bắt cóc, bắt cóc hắn người đã xác định, là giang giật, giết chết la hoan thiếu ra cái kia diệt ma các tiểu thiên thần. Lạc tường giờ khắc này ở Lam ưng sơn, sở dĩ người lạc gia thấp thỏm động, chúng ta mới có thể thu mua tên này thống lĩnh. Một món khác chứng thực ba người đi theo lạc khuyên nhan truyền tống đi thần hỏa thành, trong đó một cái liền là cùng giang giật cùng một chỗ phi thăng tiểu yêu. Ây, la phù cùng mấy tên la gia trưởng lão lướt nhau đều đầy mắt chấn kinh ngạc, vấn đề này nghe làm sao như vậy mơ hồ a? Lạc khuyên nhan là ai lạc gia tiểu thư, lạc tường độc nữ a? À giết chết la hoàn tựa như là một cái tiểu thiên thần cái này tiểu thiên thần làm sao dám bắt cóc lạc khuynh nhan sao có thể tại lạc phủ nội đương lấy một đám thần vương trên mặt đi lạc khuynh nhan hắn vì sao muốn làm ra điên cuồng như vậy sự tình không đúng la phủ đột nhiên tỉnh ngộ lại thình lình đứng lên đầy mắt hàn quang lấp lóe hắn nhớ tới một sự kiện la hĩnh giống như liền là đuổi theo giết tên này tiểu thiên thần mới đi ma hỏa sơn mạch cái này tiểu thiên thần thế mà không chết mà lại thành công trở lại thần âm bộ lạc cũng tại lạc phủ bên trong bắt cóc lạc khuynh nhan trong này có vấn đề lớn. Rất nhiều trưởng lão trong mắt cũng quang mang lóe lên đứng lên, lạc Phù lập tức quát lớn, lập tức truy tra Lạc Huynh Nhan cùng tên kia tiểu thiên thần hạ lạc, việc này tuyệt đối là Lạc gia làm, tìm tới tên kia tiểu thiên thần, liền có thể tìm tới nhân chứng. Lạc Tường không trong thành, chúng ta có thể quang minh chính đại đem Lạc gia tiêu diệt, Tiêu Hoàng đều không có biện pháp bắt ta. Chương 1347, miễn phí bảo tiêu. Truyền tống, Thiên Thủy thành trong quảng trường, Lạc Huynh Nhan lạnh lùng hạ lệnh, Cổ Mộc Giao một chút thần nguyên, truyền tống trận lập tức mở ra. Liên tục truyền tống 6 lần về sau, hắc thần linh hồn chịu không được, giang giật không có phục dụng không có dễ nước, cũng cảm giác có chút đầu choáng váng hoa mắt, hắn quả quyết hạ lệnh tìm quán trọ nghỉ ngơi. Nghe được tìm quán trọ nghỉ ngơi, Lạc khuynh nhan thân thể mềm mại run lên, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi, nhưng không dám ngỗ nghịch giang giật mệnh lệnh, lấy ra chiến xa mọi người nhanh chóng lên chiến xa. a à, cổ mộc nhìn thấy là khuynh nhan bay lên chiến xa lúc, hai chân có chút mềm nhún lông mày nhíu lên rất là thống khổ dáng vẻ có chút hiếu kỳ quét nàng vài lần vừa rồi truyền tống lúc hắn đã cảm thấy có chút không đúng tựa hồ lạc khuynh nhan đi đường có chút khó chịu bờ mông vặn vẹo phù biên độ rất lớn chẳng lẽ lại bờ mông thụ thương đi giang giật mặt không biểu tình chờ tất cả mọi người lên chiến xa chiến xa quang mang lóe lên thẳng đến thành nội lớn nhất khách sạn quy củ cũ mở ra một cái cấp cao nhất lâu đài nhỏ hắc thần đi vào đi ngủ cổ mộc ở bên ngoài đề phòng giang giật hướng lạc huynh nhan nhìn thoáng qua lạnh lùng nói ra vào phòng đi lạc tiểu thư a à, lạc khuynh nhan ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng lại chỉ có thể cúi đầu lắc lắc bờ mông hướng bên trong đi đến cái này tia kinh hoàng bị cổ mộc bắt được trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh nghi chẳng lẽ giang giật đem lạc huynh nhan cho lên nhưng lạc huynh nhan loại thân phận này tôn quý nữ tử còn có vị hôn phu như bị hỏng trong trắng tuyệt đối sẽ tìm chết lại thế nào như thế nghe lời cổ mộc không nghĩ ra hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều chẳng qua là cảm thấy giang giật người này càng ngày càng mơ hồ nắm giữ một cái vô cùng cường đại tích hỏa trí bảo trong đầu còn có được thần kỳ chữ tiểu truyện ký tự nghĩ đến những chữ kia phù giờ phút này cổ mộc đều có chút không rét mà run quan bế gian phòng cấm chế vào phòng về sau giang giật rất đại gia nằm nghiêng ở trên giường chỉ một ngón tay cửa phòng lạc khuynh nhan tay run lên lại lúc có thể thành thành thật thật chấp hành giang giật mệnh lệnh đem áo khoác thoát giọng nói lạnh lùng truyền đến Lạc khuynh nhan hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ, ra, không được, thật không được. Ta nơi đó, còn đau đâu, nếu là một lần nữa, ta tuyệt đối phải chết rồi. Nghĩ gì thế, Giang giật trợn trắng mắt nói, ta để ngươi đem áo khoác thoát, cho ra đến đấm chân vào vai, ra không phải xác bên trong cuồng ma, ân. Chờ ngươi tốt lại làm đi, bịch, là khuynh nhan nghe được phía trước mấy câu, trên mặt vui mừng, nghe được một câu cuối cùng hai mắt tối đen, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Nàng không giây phút nào đều đang hối hận, hối hận trêu chọc giang giật ác ma này, quãng thời gian này cũng sẽ nhất định trở thành nàng đời này vĩnh viễn không cách nào vung đi ác mộng. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, lần nữa lên đường, bất quá tại mọi người vừa mới đi vào truyền tống trận lúc, một cái khác truyền tống trận quang mang lấp lánh, truyền tống tới hai tên hắc bảo lão giả. Hai tên lão giả kia nhìn thấy là khuynh nhan sau đôi mắt lập tức sáng lên, mà giang giật đám người đã trải qua rồi truyền tống, sở dĩ căn bản không có chú ý hai người. Không tốt, là người của La Gia, La Gia quả nhiên đã hoài nghi. Lạc gia thần vương lạc vết tích một mực đi theo, giờ phút này cũng tại quảng trường phụ cận đang chuẩn bị truyền tống đuổi theo. Nhìn thấy cái này hai tên người áo đen đằng sau sắc biến đổi, cái này hai tên người áo đen ánh mắt một mực khóa chặt lạc khuyên nhan, rõ ràng kẻ đến không thiện. La ra hai người rất mau cùng lấy truyền tống mà đi, lạc vết tích trầm ngâm một lát lấy ra đưa tin ngọc bội đem tin tức truyền cho lục trưởng lão, lúc này mới đi theo truyền thống mà đi. Phiền toái, lục trưởng lão bị đưa tin sau triệu tập lạc ra cường giả, lạc tường bị sự tình kéo lại không thể loạn động. Tiêu địch đáp ứng hỗ trợ nghĩ cách cứu Việt, sở dĩ lạc tường bên kia là tuyệt đối không thể làm ẩu. Lục trưởng lão nghĩ một lát, trầm giọng hạ lệnh, lạc thủy, các người mười người lập tức đuổi kịp tiểu thư cùng giang giật, thời khắc canh giữ ở phụ cận. Giống như giang giật không đồng ý, người đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn. Bọn hắn một mực tại thành nội truyền tống, La Gia cũng không dám công khai đến, chỉ cần có các ngươi 10 người bảo hộ, liền có thể kiên trì đến tộc trưởng chạy đến. Giang giật bọn người truyền tống tốc độ quá chậm, mỗi lần truyền tống 6 lần còn muốn nghỉ ngơi mấy canh giờ, La Gia muốn bố cục quá dễ dàng. Sở dĩ Lạc Gia chỉ có thể phái người bảo hộ, La Gia là chiến thần các, không phải địa sát các người, trong thành cũng không dám làm loạn. Giang giật người này quá trọng yếu, đây là bằng chứng, một khi bị La Gia cầm xuống, hậu quả khó mà lường được, sở dĩ lục trưởng lão chỉ có thể biệt khuất phái người bảo hộ hắn. Đương nhiên bảo hộ giang giật, cũng là đang bảo vệ lạc khuynh nhan. Tuân mệnh, 10 tên cường đại thần vương lợi mã bắn ra, thẳng đến truyền tống trận mà đi, bằng nhanh nhất tốc độ hướng giang giật bọn người đuổi theo. Mà không qua bao lâu, nơi xa hơn 10 người thần vương bay vụt mà đến truyền tống mà đi, thần vương đều là thành nội nổi danh cường giả, lạc gia trinh sát lập tức nhận ra, mười mấy người này là la gia thần vương. Ừ, giang giật tại truyền tống 6 lần chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, phát hiện vấn đề sau lưng đi theo cái đuôi nhiều hai tên hắc y lão giả của mộc thần thức quét qua sau phi thường khẳng định truyền âm nói chủ nhân là người của la gia rốt cục vẫn là bị phát hiện giang giật trở nên đau đầu giống như hắc thần linh hồn mạnh hơn một chút thì tốt biết bao a à đoán chừng đã sớm đến lam sư thành tìm tới giang tiểu nô bên trên chiến xa ngay tại trên quảng trường nghỉ ngơi của mộc người tại chiến xa bên ngoài đề phòng lạc khuynh nhan đột nhiên mở miệng nói giang giật đôi mắt sáng lên trên quảng trường có mấy trăm địa sát quân, người đến người đi rất náo nhiệt, như người của La gia dám ở trên quảng trường động thủ, làm Ưng phủ phủ chủ cái thứ nhất không tha cho La gia, coi như La gia có một cái tộc nhân tại Lam Ưng phủ chiến thần các cũng vô dụng. Đúng, Cổ Mộc nhẹ gật đầu, Lạc Khuynh Nhan nhìn thấy người của La gia đoán chừng cũng sợ chưa tất cả mọi người tại một cỗ trên chiến xa, có nhục cùng nhục. Thật tình không biết Lạc Khuynh Nhan đã cùng hắn đồng dạng trở thành giang giật hồn nô, giang giật mà chết, ai cũng sống không được. Lạc Khuynh Nhan mang theo Giang Giật Hắc Thần tiến vào trong chiến xa, chiến xa chạy chậm rãi cuối cùng dừng ở trong sân rộng ở giữa, khoảng cách truyền tống trận bên cạnh địa sát quân chỉ có mấy trăm trượng xa. Bốn chu nhân người tới đi cũng rất nhiều, rất nhiều người hiếu kỳ đánh giá chiến xa, không biết vì sao dừng ở trên quảng trường bất quá cổ mộc một cái thượng giai thần vương canh giữ ở chiến xa bên ngoài, bên trong người đang ngồi khẳng định thân phận cao quý, ai cũng không dám tới gần. Ây, la ra hai người không dám tới gần, giả bộ tại trong quảng trường đi dạo, hai người đối mặt vài lần nhau nhau có chút đau đầu. Lạc khuyên nhan bọn người phát hiện hai người, la ra mặc dù đã có hơn 10 người thần vương truyền tống mà đến, nhưng ở trên quảng trường ai dám động đến tay kia là đối lam ưng phủ phủ chủ lớn nhất khiêu khích. Hiu hiu hiu, qua nửa canh giờ, lạc ra 10 tên thần vương đến, thẳng đến giang giật đám người xe ngựa, dẫn đầu thần vương lạc thủy còn trước tiên đưa tin cho cổ mộc nói, la ra phái hơn 10 người thần vương truy sát mà đến. Chúng ta phụng lục trưởng lão mệnh lệnh bảo hộ tiểu thư cùng các ngươi, hy vọng không nên hiểu lầm. Cổ mộc đem tin tức truyền cho Giang Giật, Giang Giật thoáng cái vui vẻ. Nếu là lúc trước hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ, lại vô cùng yên tâm, hắn vung tay lên nói, để bọn hắn tới, khoảng cách trăm trượng thủ hộ, như người của La Gia dám công kích, trực tiếp chém giết. chương 1348, Lam Sư Thành Lạc khuyên nhan trở thành hồn nô, triệt để cùng Giang Giật buộc chung một chỗ, chính nàng đều rất sợ hãi lạc ra người làm loạn. Sở dĩ tại xin chỉ thị Giang Giật về sau, nàng truyền âm cho lạc thủy nói các ngươi thủ hộ có thể ngàn vạn không thể làm loạn không được công kích giang giật đó là mệnh lệnh của ta lạc thủy căn bản là không có nghĩ tới làm loạn thành thành thật thật thủ hộ tại bên ngoài trăm trượng thần thức bốn phía liếc nhìn dự phòng hết thảy nguy hiểm chờ dây lát la ra hơn 10 vị thần vương đến nhìn thấy lạc gia có 10 tên thần vương trông coi toàn bộ trợn tròn mắt la phù cho bọn hắn mệnh lệnh cũng không tiếc bất cứ giá nào đại giới cầm xuống giang giật vấn đề là làm sao cầm giang giật ngay ở phía trước phụ cận có mấy trăm danh địa sát quân, còn có 10 tên thần vương tăng thêm của mộc vây quanh chiến xa. Giống như cưỡng ép công kích, có lẽ có năm thành nắm chắc cầm xuống giang giật, nhưng một khi ở trong thành động võ, đoán chừng Lam ưng phủ đại quân rất nhanh hội truyền tống mà đến đây đi đến lúc đó La Gia liền muốn hôi phi yên diệt, cái này không tiếc bất cứ giá nào cũng không bao quát đem La Gia hố đi vào. Mười mấy người chỉ có thể cùng ban đầu hai người đồng dạng, giả bộ trên quảng trường đi dạo, đồng thời đưa tin cho La Phù, nhìn xem việc này xử lý như thế nào. La Phù sau nửa canh giờ đưa tin trở về, cũng không có minh xác chỉ thị, chỉ có một câu, một đường đi theo, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái này nói minh La Phù cũng không có cách nào, rời đi thần ưng thành, vậy thì không phải là La Gia địa bàn. La Gia có một tên con em tại Lam ưng phủ chiến thần các là cao tầng, nhưng không phải địa sát các, nơi này dù sao cũng là địa sát giới, Cường Long không áp địa đầu xà, hết thảy đều muốn tuân thủ địa sát quân chủ ý chí. Ha, Giang giật qua hai canh giờ khôi phục lại, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét đến tình huống sau lập tức mừng rỡ. La ra truy sát, để hắn nhiều người tên thần vương bảo tiêu A, à, đoạn đường này truyền tống đi qua hội an toàn hơn rất nhiều. Nguyên bản hắn còn một mực lo lắng la ra, xem ra chỉ cần không ra khỏi thành nên vấn đề không lớn. Qua ba canh giờ, hắc thần khôi phục lại, giang giật mang theo lạc khuyên nhan hắc thần cổ mộc tiến vào truyền tống trận, lạc ra thần vương thật sớm tại truyền tống trận phụ cận thủ hộ, người của La Gia cũng không dám tới gần, chờ mắt nhìn xem mọi người truyền tống rời đi. Cứ như vậy, một đường vừa đi vừa nghỉ, qua hạ giới thời gian ba ngày thêm về sau, Giang giật cả người đều kích động, bởi vì bọn hắn đã tới chỗ Long Thành, chỉ cần lại truyền tống ba lần liền là Lam Sư Thành. Nghĩ đến liền muốn nhìn thấy Giang Tiểu Nô, Giang giật cả người đều hưng phấn không thôi. Đáng tiếc hắc thần lại gánh không được, chính hắn cũng tinh thần mỏi mệt, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi trước mấy canh giờ. Hắn nhắm mắt lại ngồi tại chiến xa bên trong, não hải từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại, có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Thời gian từng chút từng chút đi qua, đang nghỉ ngơi bốn canh giờ, chờ hắc thần khôi phục rất nhiều về sau, giang giật cũng không ngồi yên nữa, quát khẽ nói, đi, trực tiếp truyền tống đi Lam Sư Thành. Lạc khuyên nhan thu hồi chiến xa, mọi người nối đuôi nhau mà ra, đương nhiên mặt ngoài là lạc khuyên nhan cầm đầu, giang giật hắc thần của mộc đều là hộ vệ. Bốn người tiến vào truyền tống trận một đạo bạch quang lấp lánh, biến mất tại trong thành trì sau đó lạc ra 10 tên thần vương theo sát phía sau truyền tống mà đi, cuối cùng mới là la ra 17 tên thần vương đuổi theo. Ong ong ong, liên tục truyền tống 3 lần, giang giật bọn người rốt cục đã tới Lam Sư Thành, cổ mục trước tiên hướng trong thành chỉ dùng thần thức quét qua, công kích truyền âm nói chủ nhân là Lam Sư Thành không sai. Đi Lam Sư Tử Bộ Lạc, giang giật lần này linh hồn cũng không có quá mỏi mệt, hắc thần cũng còn có thể chịu nổi, hắn phi thường quả quyết hạ lệnh. Mọi người lên chiến xa, hướng cửa thành chạy như điên, rất nhanh lạc gia thần vương theo sau, lại đằng sau thì là la gia thần vương. Hà thống lĩnh cho Giang giật tin tức, Giang Tiểu Nô ngay tại Lam Sư Tử Bộ Lạc. Giang Tiểu Nô thực lực không cao, trong thời gian ngắn khẳng định không chiếm được đại lượng chiến công cùng thần nguyên, sở dĩ không cách nào rời đi Lam Sư Tử Bộ Lạc. Nàng gia nhập địa sát các, mục đích cũng là rất rõ ràng, là muốn kiếm lấy đại lượng chiến công cùng thần nguyên lại nghĩ biện pháp tìm kiếm Giang giật. Ra khỏi thành về sau, để đám kia thần vương chú ý phòng hộ, cẩn thận lạc ra người đánh lén. Chiến xa chạy như điên, Giang giật dặn dò lạc huynh nhan, cái sau nhẹ gật đầu, mở ra chiến xa cấm chế thần thức phúc tràn ra đi, khóa chặt lạc thủy truyền âm. Mặc dù phía dưới bộ lạc có thể đồng dạng không thể động thủ, nhưng ở giữa không chung vậy cũng không thuộc về bộ lạc cùng thành chị A, nếu là người của La Gia Bí quá hóa liều vậy sẽ có đại phiền toái. Cổ mộc, vừa ra thành về sau, người lập tức đem hắc thần cùng lạc khuynh nhan cất vào hỗn nguyên châu bên trong. Giang giật lần nữa cho cổ mộc hạ lệnh, vạn nhất khai chiến hắc thần dễ dàng nhất chết đi, lạc huynh nhan cũng không thể chết, nếu không lạc ra 10 cái thần vương không chỉ có sẽ không thủ hộ bọn hắn, ngược lại sẽ công kích bọn hắn. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, cửa thành cũng tại phía trước, giang giật toàn thân căng thẳng, hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hắn còn có chín đám dung hợp hỏa diễm, người của La Gia coi như muốn giết hắn, cũng muốn trả giá đắt. Hưu, ra khỏi thành không cần kiểm tra, chiến xa bay thẳng ra ngoài, bắn thẳng đến phía dưới lam sư tử bộ lạc. Giang giật tại thời khắc này kéo căng thân thể cũng trầm tĩnh lại, người của La Gia không có động thủ, thành thành thật thật theo ở phía sau. Có lẽ là bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy không có nắm chắc, còn dung dịch dẫn lên cùng địa sát quân xung đột. Chiến xa nhanh chóng rơi vào lam sư tử bộ lạc trên quảng trường, gây nên vô số người ghé mắt. Bộ lạc thế nhưng là bình dân quật, cái này chiến xa như thế hoa lệ, đằng sau còn đi theo người tên thần vương, đây nhất định là đại nhân vật như vậy đại nhân vật rất ít hạ mình đến bộ lạc. Cổ mộc sớm tại ra khỏi thành một khắc này, liền đem lạc khuynh nhan cùng hắc thần thu nhập hốn nguyên châu bên trong, giang giật mang theo hắn theo trong chiến xa bay ra, để hắn thu hồi chiến xa, đồng thời để hắn truyền âm cho lạc thủy bọn hắn, thời khắc chú ý la ra cường giả cử động. Nhìn xem giang giật cùng cổ mộc nghênh ngang đi vào địa sát các, lạc gia thần vương đừng nói có bao nhiêu phiền muộn. Bọn hắn chỉ có thể đứng tại địa sát các bên ngoài, như một đám chó giữ nhà để phòng người của la gia Người của La gia thật buồn bực, tại trong quảng trường như dã quỷ đổi tới đổi lui, căn bản không biết làm sao bây giờ. Lam sư tử bộ lạc địa sát các thủ vệ phá lệ khẩn trương, đột nhiên tới hơn 20 tên thần vương mà lại những người này đều lén lén lút lút, nhìn rất không bình thường thủ vệ thống lĩnh Lặng Yên hướng một tên thủ hạ nháy mắt ra dấu, người kia lập tức hướng địa sát các đi đến, đem tình huống phản ánh cho bên trong thống lĩnh. Cổ Ngục có địa sát các lệnh bài, vẫn là thượng giai thần vương, nhẹ nhõm tiến vào địa sát các Hắn mang theo giang giật trực tiếp đi vào một cái thiền điện, tìm tới bên trong một tên đội trưởng, nghiêu khí hống hống nói ra, ta muốn một người tin tức, nàng là các người làm sư thành địa sát các người mới, tên gọi giang tiểu nô, lập tức tìm cho ta đến nàng. Cổ ngục tại địa sát các là địa sát, vẫn là thượng giai địa sát, cái này đội trưởng không dám lười biếng, vội vàng vội vàng rời đi triệu tập người hỏi thăm. Một lát sau hắn trở về, chắp tay nói, hồi đại nhân, chúng ta phân các hoàn toàn chính xác có một người như vậy, mới phi thăng không lâu, đã là địa sát các đệ tử chính thức. Giang giật trong mắt tinh mang lóe lên, liên thanh quát khẽ nói, người ở đâu làm sao không mang theo tới. Đội trưởng nhướng mày, tựa hồ có chút trách cứ giang giật một cái nho nhỏ thiên thần, còn không phải địa sát các người lại dám lớn như thế hô gọi nhỏ bất quá tại cổ mộc lạnh lùng nhìn lướt qua về sau. Hắn liền vội vàng cười trở lại, hồi đại nhân, nàng không ở trong bộ lạc, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ân, ngay tại bộ lạc không xa, giống như thuận lợi, đoán chừng một ngày liền có thể trở về. Một ngày, Giang giật nhướng mày, thượng giới một ngày hạ giới trăm ngày, thời gian dài như thế ai biết xảy ra cái gì lật lọng nhưng ra khỏi thành đi tìm, hắn cũng không dám mạo hiểm, dù sao vừa ra thành người của La gia khẳng định hội nghĩ trăm phương ngàn kế công kích. Chương 1349, gió tanh mưa máu. Nếu không tìm người đi đem tiểu nô tìm trở về, Giang giật nội tâm khẽ động, để Cổ Mục tìm biện sát các người hỗ trợ, đem Giang tiểu nô trực tiếp mang về. Như thế liền có thể nhanh chóng rời đi. Không bằng hắn rất nhanh lại phủ định kế hoạch này, hắn tìm đến Giang Tiểu nô việc này không thể quá lộ ra, vạn nhất bị người của La gia biết rõ nữa nhà bọn hắn sớm phát động cầm xuống Giang Tiểu nô, đến lúc đó như thế nào cho phải. Sau một khắc, tiểu đội trưởng một câu, để Giang giật không cần cân nhắc nhiều như vậy, kia tiểu đội trưởng đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên truyền cho Cổ Mộc một câu, Cổ Mộc con ngươi co rụt lại truyền âm cho Giang giật nói, chủ nhân có thể sẽ có chút phiền phức, tiểu nô tiểu thư bị người để mắt tới, là địa sát các một người thống lĩnh nhi tử, hắn theo sát tiểu nô tiểu thư làm nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ địa điểm ngay tại tiểu thư phụ cận. Cái gì, giang giật con người trong nháy mắt lạnh xuống, trên thân dâng lên nồng đậm sát cơ, không bằng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, thông qua ý niệm đưa tin qua hỏi, cái này tiểu đội trưởng vì sao muốn nói cho chúng ta biết tin tức này ở trong đó có phải hay không có trá. Giống như cái này tiểu đội trưởng bị la ra mua được, bọn hắn ra ngoài liền là chịu chết, Giang giật bị người mưu hại nhiều, bản năng không dám tin tưởng bất luận kẻ nào. Cổ mộc vội vàng truyền âm cùng tiểu đội trưởng hỏi thăm về đến, bộ dáng rất hung, đằng đằng sát khí, một lát sau hắn truyền âm tới, chủ nhân, sẽ không có vấn đề, cái này tiểu đội trưởng nói hắn cùng kia thống lĩnh có ân oán, bọn hắn phân thuộc khác biệt trận doanh, hắn là phó các chủ bên này người, thống lĩnh là các chủ người. Giang giật nghĩ nghĩ, truyền lời cho cổ mộc nói, vẫn là không nên khinh thường, đi tìm địa sát các còn lại tiểu đội trưởng hỏi một chút tình huống, Mặt khác nói cho tên này tiểu đội trưởng, chúng ta hỏi hắn sự tình ngàn vạn không thể tiết ra ngoài, bằng không hắn lại có đại phiền toái. Cổ mộc bàn giao vài câu, hai người vội vàng rời đi đi một cái khác thiền điện, lần nữa tìm một tên tiểu đội trưởng hỏi thăm về tới. Kết quả, để Giang giật nội tâm chìm đến đáy cốc, Giang tiểu nô đến một lần địa sát các liền trở thành một viên lấp lánh minh châu, nàng dung nhan xinh đẹp, đơn thuần như giấy trắng tính cách, như một đóa thiên sơn tuyết liên hoa thật sâu hấp dẫn vô số người trẻ tuổi. Điện sát trong các truy cầu giang tiểu nô ít nhất có 10 cái, trong đó bao quát mấy tên tiểu gia tộc công tử, còn có điện sát các xếp hạng đệ nhị hạ thống lĩnh nhi tử hạ thủy. Hạ thủy truy cầu giang tiểu nô nhất là cuồng nhiệt, việc này toàn bộ điện sát các đều biết. Không qua sông tiểu nô một mực khó chơi, tăng thêm rất nhiều người chú ý nàng, sở dĩ hạ thủy không dám làm loạn. Lần này giang tiểu nô hoàn toàn chính xác làm nhiệm vụ, hạ thủy cũng là thật đi theo làm nhiệm vụ, còn như hạ thủy có thể hay không đánh giang tiểu nô chú ý, ở bên ngoài làm ẩu, việc này đằng sau tiểu đội trưởng không dám nói lung tung. Hỏi lại, Giang giật mang theo cổ mộc lao nhanh mà ra, lại tìm một tên tiểu đội trưởng hỏi thăm, tại đạt được đồng dạng tình báo về sau, Giang giật sắc mặt biến đến trắng bệch, thân thể cũng hơi rung động. Không đi ra, Giang tiểu nô rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Ra bộ lạc, hắn rất có thể xảy ra chuyện, mà lại đến lúc đó tìm tới Giang tiểu nô, nói không chừng sẽ cùng hạ thụy phát sinh xung đột, tiếp theo sẽ cùng Lam Sư Thành địa sát các phát sinh xung đột, cùng chính thức lực lượng đối kháng, kia kết cục tuyệt đối sẽ không quá mỹ diệu. Đi, vẹn vẹn suy tính một hơi thời gian, Giang dập tự hạ định quyết tâm, chuẩn bị đi tìm Giang Tiểu Nô. Quyền có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết, Giang Tiểu Nô liền là Giang dập nghịch lân, nội tâm của hắn thương yêu nhất nữ tử không là tô như tuyết, cũng không phải y thiền doãn nhược băng bọn người, mà là cái này từ nhỏ cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, đơn thuần động lòng người tiểu thị nữ. Chủ nhân, không thể a à, ra khỏi thành quá nguy hiểm, La Gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Cổ mộc đi theo Giang giật đằng sau không ngừng truyền âm, Giang giật lại lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói, tiểu nô chết rồi, ta cũng không sống nổi, người cùng Lạc Huynh Nhan đều phải chết. Sở dĩ người tốt nhất truyền âm cho Lạc Gia người, để bọn hắn toàn lực bảo hộ ta, nếu không người cùng Lạc Huynh Nhan hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn qua Giang giật quyết tuyệt ánh mắt, cổ mộc biết rõ lần này khuyên như thế nào đều vô dụng, chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Vừa ra địa sát các bên ngoài, Giang giật để cổ mộc đem Lạc Khuynh Nhan phóng xuất, sau đó để Lạc Khuynh Nhan lấy ra nàng thần châu, tiếp lấy hạ mệnh lệnh để ba người đi vào thần châu, thần châu bay lên không bay đi bắn thẳng đến bộ lạc bên ngoài. A, à, Lạc gia thần vương toàn bộ bị sợ choáng váng, cổ mộc truyền âm cùng bọn hắn nói phi thường tinh tường, Giang giật muốn đi thành đông ngàn vạn dặm bên ngoài Yên Vũ Sơn mạch tìm một người, để bọn hắn toàn lực bảo hộ, Giang giật mà chết, Lạc Khuynh Nhan hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Thủy chỉ là trầm ngâm một lát, quả quyết hạ lệnh, Lạc Thiên Lưu lại đưa tin cho lục trưởng lão, đồng thời đưa tin cho tộc trưởng, lập tức điều động viện quân, nếu không lần này tiểu thư hẳn phải chết. Hưu, cử cái lạc gia thần vương đằng không mà lên, đuổi sát thần châu mà đi, tốc độ bọn họ đều rất không tệ, có thể cùng thần châu ngang hàng. Giờ phút này thần châu tốc độ không có đạt tới cực hạn, bọn hắn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Giang giật người cái này tạp toái, Lạc Thiên nổi giận hét lớn vài tiếng, thân thể bằng nhanh nhất nhanh xông vào địa sát khác, tìm tới đưa tin mật trận đưa tin cho lạc tường. Giang giật cái này ngu ngốc thêm tên điên dám ra khỏi thành la ra tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy, nói không chừng la phù đều sẽ tự mình chạy đến. Một khi khai chiến lạc huynh nhan tự nguy hiểm, đến lúc đó bọn hắn đều muốn tiếp nhận lạc tường lôi đình chi nộ. La phụ, người lập tức đưa tin cho tộc trưởng, nói cho Giang giật ra khỏi thành, thỉnh cầu phái viện quân truyền tống tới tiếp viện. Những người còn lại đuổi theo cho ta, tùy thời chuẩn bị chiến đấu la ra một tên thượng giai thần vương quát khẽ một tiếng, thân thể bay lên không, đuổi sát giang giật bọn người mà đi. Lam sư tử bộ lạc thoáng cái náo nhiệt lên, rất nhiều người vây quanh ở trên quảng trường nghị luận không ngớt, một mực rất bình tĩnh bộ lạc xem ra gần nhất sắp biến thiên, tuyệt đối có đại sự sắp xảy ra. Hai đạo đưa tin phân biệt truyền vào lạc gia cùng la gia, hai nhà đều vỡ tổ. Lục trường lão chửi ầm lên, nhưng bọn hắn có thể làm sao giang giật cái tên điên này căn bản không sợ chết, nếu bọn họ không phái người đi bảo hộ hắn, đoán chừng la ra nhẹ nhõm có thể giết chết hoặc là bắt lấy hắn, đến lúc đó là khuynh nhan tại hốn chiến bên trong rất có thể chết đi. Lưu lại 5 người chấn thủ gia tộc, còn lại thần vương toàn bộ theo ta truyền tống đi Lam Sư Thành. Lục trưởng lão quát khẽ, hắn cũng là không có biện pháp, bởi vì trinh sát dò xét đến La Phù đã xuất lĩnh la ra hơn phân nửa cường giả đi quảng trường, liền muốn truyền tống đi. La Phù thế nhưng là chỉ nửa bước bước vào thần đế cảnh, thần ưng thành chiến lực đệ nhất a, bằng vào thực lực của hắn là thủy bọn người nhẹ nhóm có thể bị hắn chém giết, cầm xuống giang giật cũng cùng đùa đồng dạng. Ách, thần ưng thành trên quảng trường vô số người giờ phút này chính kinh ngạc không thôi, La Phù mang theo dòng dã 30 tên thần vương bão tắp mà đến, kia ngập trời khí thức để rất nhiều người đều không thở nổi, trước tiên để ở một bên. Ông, truyền tống trận sáng lên trùng thiên quang mang, La Phù bọn người biến mất tại trong truyền tống trận. Không có qua quá lâu, đông thành phương hướng nhưng lại bay tới hơn 30 người, Lạc gia cường giả gần như khuynh sào mà động, cái này khiến cả tòa thần ưng thành đều vỡ tổ. Dưới tình huống bình thường, không có đại sự phát sinh, một cái gia tộc là không thể nào xuất động nhiều như vậy cường giả. Hai đại gia tộc đồng thời xuất động, điều này nói rõ chuyện này đã lớn đến vượt quá tưởng tượng của mọi người bên ngoài, lại liên tưởng đến trước đó mấy đạo truyền ngôn, tỷ như là hính chết đi, tỷ như là khuynh nhan bị cưỡng ép. Mặc dù những ngày truyền ngôn rất không thể tin, nhưng giống như đem loại cục diện này liên hệ với nhau có độ tin cậy tựu phi thường cao. Xảy ra đại sự, một tên thủ hộ truyền tống trận địa sát quân thống lĩnh nuốt nước, nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía phương nam. Trong mơ hồ hắn nhìn thấy chân trời hiện lên một đạo hồng quang, tựa hồ biểu thị bên kia sẽ phiêu khởi một trận gió tanh mưa máu. Chương 1350, Lục Ưng Vương, Lam Ưng phủ, Lam Ưng Sơn, một đám Lam Ưng phủ nhất cường đại các đại nhân vật đã tại cái này dòng dã đợi hạ giới thời gian mấy ngày, bất quá trên mặt tất cả mọi người đều không có nửa điểm bất mãn, bởi vì bọn họ phủ chủ trầm mặc đứng tại phía trước mặt không biểu tình phủ chủ đều không nói gì thêm bọn hắn dám nói cái gì đương nhiên cũng có người nội tâm âm thầm nói thầm đến cùng là đại nhân vật gì lại dám để mọi người tại bực này lâu như vậy bọn hắn thì cũng thôi đi làm ưng phủ phủ chủ tiêu hoàng tại địa sát giới thế nhưng là được xếp hạng số cường giả tuyệt đỉnh a lạc tường nội tâm nhanh như hỏa thiêu ngay tại vừa rồi hắn nhận được đưa tin biết được giang giật đã ra khỏi thành La Phù xuất lĩnh La Gia cường giả một đường hướng Lam Sư Thành truyền tống mà đi. Hắn cùng La Phù đấu rất nhiều năm, hắn là địa đầu xà, La Phù là mãnh long quá giang. Địa sát các tại địa sát giới là tối cường thực lực, nhưng chiến thần các tại toàn bộ thiên giới địa giới đều là tối cường. Cho nên sát quân chủ lặng yên truyền lời cho các đại thành chủ, giống như không phải sự tình ra có nguyên nhân, không phải cùng chiến thần các người lên xung đột. đương nhiên, chiến thần các địa sát giới tổng các các chủ cũng có huấn thị, không phải ở không đi gây sự sở dĩ la ra cùng lạc gia một mực đánh đến lực lượng ngang nhau người này cũng không thể làm gì được người kia vấn đề tới lần này là lạc gia trước kiếm chuyện là khuyên nhan kế hoạch đạt được hắn cho phép một khi giang giật rơi vào la Gia trong tay la phủ cái tên điên này liền có thể tứ không tiên sợ công kích lạc gia coi như lam ưng phủ phủ chủ đô hộ không được hắn la phủ tính cách hắn hiểu rõ vô cùng người này một mực bá đạo đúng lý không tha người muốn tự không xuất thủ vừa ra tay tự chém tận giết tuyệt. Sở dĩ lần này hắn như còn không đi Lam Sư Thành, không chỉ có Lạc Huynh Nhan nguy hiểm, Lạc Gia cũng nguy hiểm. Hắn đôi mắt chuyển động, không ngừng hướng tiêu địch nhìn lại, trọn vẹn trầm tư mười hơi thời gian, hắn rốt cục nhịn không được. Chuẩn bị cắn răng đem sự tình trước trước sau sau nói cho tiêu địch, mời hắn lập tức cùng mình đi Lam Sư Thành. Lạc Huynh Nhan đã sớm cùng tiêu địch tôn tử đính hôn, chắc hẳn tiêu địch cũng không muốn nhìn xem nàng chết đi dù sao tiêu gia cũng sẽ trên mặt tối tăm. Ông, đúng lúc này, phía trước truyền tống trận sáng lên một đạo trùng thiên quang mang, quang mang này không phải là thường lược, chiếu sáng nửa bầu trời, lạc tường tại bên miệng chỉ có thể nuốt xuống. Đại nhân vật rốt cuộc truyền tống đến đây, như thế giờ phút này ai dám làm ẩu, tiêu hoàng tuyệt đối sẽ không cho hắn mặt mũi, hắn chỉ có thể cố nén nội tâm lo lắng, tiếp tục chờ đợi. Chọn vẹn thời gian một nén nhang, truyền tống trận quang mang mới dần dần yếu đi. Như thế cường đại truyền tống trận đều cần truyền tống thời gian một nén nhang, có thể tưởng tượng truyền tống khoảng cách xa hơn hai vạn người cũng trước tiên hướng trong truyền thống trận nhìn lại muốn nhìn một chút đến cùng là đại nhân vật gì cửu đạo nhân ảnh dần dần tại trong truyền thống trận ngưng kết phía trước tiêu hoàng nhìn lướt qua lập tức một gối quỳ xuống quát khẽ tiêu hoàng tham kiến mạch đại nhân tham kiến chư vị đại nhân bịch bịch hơn hai vạn người toàn bộ quỳ xuống rất nhiều người đều không thấy rõ ràng người tới là ai giờ phút này cũng không dám nhìn tiêu hoàng đều quỳ ai dám không quỳ mạch đại nhân đây là địa sát quân chủ tộc huynh biện sát các tổng các phó các chủ mạch lăng thu không sai biện sát quân chủ thế nhưng là họ mạch a mạch lăng thu dáng dấp rất có hình thoạt nhìn như là một thanh niên một điểm không ra lão hẳn là dùng ăn chú nhan linh quả hắn làn da thành màu đồng cổ khuôn mặt tuấn lãng củ ấu rõ ràng nhất làm người ta khắc sâu ấn tượng chính là hắn ánh mắt như kiểu lưới kiếm sắc bén phong mang tất lộ nhìn một chút đều sẽ làm người ta có gai đau cảm giác hắn sống mũi thẳng song mi như kiếm là một cái phi thường có mị lực nam nhân hắn không để ý đến tiêu hằng bọn người mà là đưa ánh mắt về phía bên người coi là mỹ mạo trung niên nữ tử cái này mỹ phụ niên kỳ hẳn là rất lớn khoe mắt có nhàn nhạt, nhạt nếp nhăn nơi khoe mắt bất qua theo nở nang dáng người cùng trên khuôn mặt đẹp đẽ xem nữ tử này lúc tuổi còn trẻ hẳn là một cái tuyệt đỉnh đại mỹ nhân nữ tử người mặc màu xanh biếc trường bào tóc là màu xanh biếc làm cho người ta chú ý nhất là tóc nàng ở giữa có hai cái nhau nhỏ lục sắc sừng thú đây cũng là một cái kỳ dị trùng tộc cường giả phía sau nàng đi theo năm người đồng phục người mặc lục sắc chiến giáp nam tử khuôn mặt lạnh buốt trong ánh mắt không che giấu được ngạo khí đồng dạng cái này năm tên cường giả tóc đều có hai cái lục sắc sừng nhỏ đều là thiên sát cấp bậc mạch lăng thu cùng nữ tử kia tuyệt đối đạt đến phong hào thiên sát cấp bậc quy rất nhiều người cảm ứng thoáng cái âm thầm kinh hãi mạch lăng thu bọn hắn nghe nói qua nhưng cũng không có tư cách gặp mặt giờ phút này cảm ứng một phen khí thức mới tính kiến thức cường giả chân chính thiên sát là địa sát các xưng hô, chiến thần các gọi thần đế, diệt ma các gọi diệt ma chiến thần. Bất luận xưng hô như thế nào, đại biểu hàm nghĩa đều như thế, có thể đạt tới phong hào thiên sát cấp bậc, vậy nói rõ thực lực của bọn hắn đạt đến thiên sát đỉnh phong, là địa giới cấp cao nhất tồn tại. Mạch Lăng Thu mang theo hai tên hộ vệ, bọn hắn hẳn là bồi sáu người này tới. Sáu người này đến làm Ưng phủ làm gì các nàng là chủng tộc gì giống như địa giới cũng chưa nghe nói qua như thế chủng tộc mạnh mẽ a, à, lại để cho Mạch Lăng Thu tự mình cùng đi rất nhiều người trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, bên kia mạch lăng thu cười nhạt một tiếng mở miệng, mọi người vội vàng không dám suy nghĩ nhiều, thành thành thật thật quỳ, mạch lăng thu nói ra, một tỷ, đây chính là Lam ưng phủ, đi vào trước uống chén trà. Tiêu hoàng bọn hắn thế nhưng là đợi chúng ta rất lâu, cũng nên cho chút thể diện đi. Mạch lão đệ nói, mặt mũi này nhất định phải cho. Nhàn nhạt mở miệng nói, trong lời nói có một cỗ cao cao tại thượng ngạo khí. Mạch lăng thu lại tựa hồ như quen thuộc, cười nhạt một tiếng mang theo hướng xa xa tòa thành đi đến, tiêu hoàng mang theo mấy người vội vàng đuổi theo, ân cần ở phía trước dẫn đường. Tốt, đều đứng lên đi, tiêu hoàng mang theo mấy người một đường cùng đi hầu hạ, tiêu địch nhưng không có đi theo. Các loại chờ mạch lăng thu bọn người đi xa về sau, tiêu địch đứng dậy vung tay lên nói, đều đi lam ưng thành nội chờ lấy đi, nói không chừng phủ chủ hội đưa tin các ngươi, mấy cái này đại nhân vật hẳn là tới làm việc, các ngươi cẩn thận hầu hạ. Mọi người nhao nhao rời đi, Lạc tường lúc này mới vội vã đi tới, chắp tay nói ra, tiêu địch đại nhân, xảy ra ngoài ý muốn tình huống, nghiêng nhan mười phần nguy hiểm, thời khắc đều có thể mất mạng. Tiêu địch không có cùng đi tiêu hoàng tiến đến, liền là dò xét đến lạc tường thần sắc không đúng, hẳn là xảy ra chuyện. Hắn cũng không nói nhảm, cùng một tên tiêu ra con em truyền âm bàn giao hai câu, nói, đi thôi, tiểu nghiêng nhan cũng không thể chết, nếu không nhà ta tiểu tử kia lại sẽ làm ẩm ý thật lâu, dám bắt cóc cháu ta nàng dâu, vô luận là ai, Đều phải chết, đa tạ đại nhân, lạc tường kém chút đều muốn khóc, có tiêu địch câu nói này, còn có hắn cùng nhau tiến đến, không chỉ có lạc huynh nhan lạc ra được cứu rồi, nói không chừng còn có cơ hội đem la phù cho xử lý. Hai người bay vụt mà lên, rất nhanh phóng đi Lam ưng thành trong truyền tống trận, biến mất không thấy. Một tỷ, Lam ưng sơn lớn nhất xa hoa nhất một cái tòa thành bên trong, tiêu địch đem tốt nhất linh quả cùng linh trà dâng lên, để mọi người thưởng thức một phen sau. Mạch lăng thu mới đưa ánh mắt nhìn về phía hỏi đã đến lam ưng phủ người dù sao cũng nên nói cho ta lần này ngươi tới làm gì a à? một tỷ không nói chuyện ánh mắt nhìn một cái sau lưng một người trung niên tráng hán cái sau lấy ra một viên hạt châu màu xanh lục trong tay sáng lên lục sắc quang mang hạt châu cũng phát sáng lên trung niên tráng hán nhắm mắt lại cũng không biết đang làm gì sau một lát trung niên tráng hán mở to mắt trầm giọng nói ra đại nhân cảm ứng được tiểu thư ngay tại lam ưng phủ tại phía nam tiểu thư Mạch Lăng Thu hai đầu như kiếm lông mày lắc một cái, đầy mắt ngạc nhiên hỏi: "Mộc tỷ, tiểu thư của các ngươi chẳng lẽ là Lục Ưng Vương nữ nhi cái này?" "Làm sao có thể, không có gì không thể nào." Mộc tỷ hờ hững đứng lên nói: "Mạch lão đệ, việc này về sau lại cùng ngươi giải thích, chúng ta đi trước tìm tới tiểu thư." "Đi, Lục Ưng Vương." Tiêu Hoàng một mực rất buồn bực mấy người kia thân phận, nghe được ba chữ này sau toàn thân run lên, lập tức vô cùng khẩn trương. Lục ưng vương nữ như thế mà tại Lam ưng phủ có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện A, à, nếu không lục ưng vương đoán chừng sẽ đem hắn tươi sống cho xé. Ta và ngươi cùng đi, mạch lăng thu tựa hồ cũng cảm giác sự tình lớn rồi, liền vội vàng đứng lên đi theo một tỷ bọn người vội vàng đi ra phía ngoài, tiêu hoàng khẽ giật mình, bước nhanh đuổi theo nói ra các vị đại nhân, ta cho các ngươi dẫn đường. chương 1351, Yên Vũ Sơn Mạch Lam Sư Thành phía đông có một mảnh phi thường bao la dãy núi tên là Yên Vũ Sơn Mạch. Vùng núi này nội địa hình kỳ lạ, phần lớn là đột một phong trùng điệp, hàng năm mây mù vần quanh, nhưng tầm nhìn cực thấp, mà lại thần thức dò xét cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Mấu chốt nhất là nơi này rừng cây rậm rạp, khắp nơi đều là không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ thụ linh dây leo, sở dĩ dựng dục ra rất nhiều mộc hệ hỗn độn thú. Mộc hệ hỗn độn thú tại trong rừng phi thường giỏi về ngụy trang, khó lòng phòng bị, sở dĩ Yên Vũ Sơn mạch đối với rất nhiều thiên thần võ giả tới nói là tuyệt địa dãy núi chỗ sâu coi như bình thường thần vương cũng không dám tiến vào. Nguy hiểm địa phương thường thường lại có bảo vật, cái này hoang sơn đại lĩnh bên trong linh dược tiên thảo cũng nhiều, sở dĩ rất nhiều tìm kiếm linh dược tiên thảo nhiệm vụ đều sẽ phát đến Lam Sư Thành bên trong tới. Lam Sư Thành địa sát các diệt ma các chiến thần các tấn cấp phổ biến đều so còn lại thành trì nhanh, đương nhiên. Nơi này tam đại thế lực tử vong nhân số cũng là Lam ưng phủ cao nhất. Giang Tiểu Nô liền là tiếp một cái thu thập dược thảo nhiệm vụ, nàng đi vào lam sư tử bộ lạc sau gần như không giây phút nào đều tại nhận nhiệm vụ, vô cùng liều mạng, tăng thêm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, thanh thuần khí chất, lại tuổi trẻ, tại địa sát trong các rất nhanh trở thành nhân vật tiêu điểm, vô số công tử trẻ tuổi chạy theo như vịt. Chủ nhân, tiểu nô tiểu thư ngay tại yên vũ sơn mạch ngoại vi mê vụ phong phụ cận, theo cái tốc độ này, cũng không muốn thật lâu liền có thể đến. Cổ mộc hỏi rõ ràng sở hữu tình huống, còn cho tới một phần kỹ càng địa đồ, giống như trên đường không có gì bất ngờ xảy ra, đến mê vụ phong chỉ cần hạ giới ba ngày thời gian tả hữu nhưng có thể không có gì bất ngờ xảy ra sau cổ mộc trong mắt lóe lên một tia thật sâu lo lắng lạc huynh nhan trầm tựu ngồi tại trong khoang thuyền đôi mắt lấp lóe rất là ngưng trọng nàng đã thu được đưa tin la phủ dẫn người chạy đến tiêu địch cùng lạc tường đã truyền tống đến nửa đường nàng lại cũng không cảm kích lạc tường một đường bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến cũng không có thời gian đưa tin sở dĩ lạc huynh nhan nội tâm rất gấp nàng không muốn chết càng không muốn chết tại người của La Gia trong tay. Không cần Giang Giật hạ lệnh, nàng cũng muốn biện pháp bảo trụ Giang Giật, nếu không Giang Giật chết rồi, nàng cũng không sống nổi. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nàng não hải nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến các loại biện pháp, nàng đột nhiên hướng cổ mộc vẫy vẫy tay nói yên vũ sơn mạch địa đồ cho ta một phần. Cổ mộc hướng Giang Giật nhìn lại, Giang Giật một mực nhắm mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, giờ phút này cũng không có mở mắt chỉ là khẽ gật đầu. Cổ Mộc đem địa đồ đưa cho Lạc Huynh Nhan, cái sau dụng tâm xem xét, trọn vẹn sau nửa canh giờ, nàng mở miệng hỏi, lần này chúng ta muốn đi đâu muốn đi làm gì có thể hay không đem toàn bộ tình huống nói cho ta. Cổ Mộc lại nhìn Giang Giật, Giang Giật lần nữa nhẹ gật đầu, Lạc Huynh Nhan là hồn nô là không thể mưu hại hắn, nội tâm cũng không dám lên mưu hại chi nghiệp, sở dĩ hắn phi thường yên tâm. Cổ Mộc truyền âm cho Lạc Huynh Nhan, đem tình huống cặn kẽ nói một lần, cái sau vừa trầm ngâm lên đến, một nén nhang sau mở miệng nói ra, La Phủ mang theo 30 tên thần vương, tăng thêm đằng sau đi theo 17 tên thần vương, hết thảy 48 tên thần vương. Trong đó thần vương đỉnh phong hai người, thượng giai thần vương 10 người, lạc gia cường giả mặc dù đã xuất động, nhưng là phụ thân ta có thể còn tại Lam ưng phủ, sở dĩ bằng vào bọn hắn tuyệt đối không phải La Phủ đám người đối thủ, lần này chúng ta muốn sống sót, chỉ có tự cứu. Cổ mộc đôi mắt sáng lên, cái này là tiểu thư từ nhỏ đã thông minh, mưu đồ năng lực càng là nhất lưu, chẳng lẽ lần này nàng có biện pháp tốt để mọi người sống sót giang giật con mắt tại thời khắc này cũng mở ra nhìn qua lạc huynh nhan nói làm sao cái tự cứu pháp nói một chút lạc huynh nhan đem địa đồ đặt lên bàn chỉ vào một cái điểm nói đây là mê vụ phong chúng ta muốn đi nơi này cứu đi muội muội của ngươi vừa rồi nghe cổ mộc nói lần này có một cái lam sư thành địa sát các một người thống lĩnh công tử rất có thể muốn ngưu hại muội muội của ngươi giang giật trầm tự gật đầu nói xác thực như vậy lạc huynh nhan đôi mắt đẹp nhất chuyển rất khẳng định nói ra, vừa rồi chúng ta nhiều người như vậy, lớn như thế thanh thế tại địa sát các nháo đằng một phen, tên kia thống lĩnh hẳn là nhận được tin tức. Sở dĩ, giờ phút này kia thống lĩnh hẳn là triệu tập nhân thủ cũng tại triều mê vụ dãy núi phóng đi. Có khả năng này, Giang giật nghĩ nghĩ gật đầu nói, chúng ta hỏi ba cái tiểu đội trưởng, việc này lừa không được lam ưng bộ lạc địa sát các người. Bất quá coi như bọn hắn đuổi theo lại như thế nào địch nhân đã nhiều như vậy, thêm bọn hắn cũng không nhiều, Sai, là khuyên nhan khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trầm giọng nói, vấn đề ở chỗ, làm sư tử bộ lạc địa sát các người cũng không biết la ra cùng chúng ta quan hệ. Cho nên chúng ta muốn làm chính là đi mê vụ phong, trực tiếp chém giết tên kia thống lĩnh công tử. Ách, Giang giật cùng cổ mộc đầy mắt chấn kinh ngạc, giết hạ thủy vậy liền triệt để đắc tội hạ thống lĩnh, cũng cùng làm sư tử bộ lạc địa sát các khai chiến. Thế cục đã đủ loạn, lại nhiều một cái cường đại địch nhân, đây không phải là càng thêm loạn sao. Loạn. Giang giật đôi mắt sáng lên, cả kinh nói, ngươi là muốn đem nước làm hồ đồ, loạn bên trong cầu sinh. Thông minh, lạc khuyên nhan mỉm cười gật đầu, chỉ vào địa đồ tay hướng bên cạnh di động nói, mê vụ phong phía đông vạn lý có một mảnh mê vụ xâm lâm, rừng rậm này phi thường lớn, trên bản đồ ghi rõ nơi này nguy hiểm cấp bậc là tam tinh. Cũng chính là thần vương tiến vào đều có thể vẫn lạc, chúng ta cứu được người sau lập tức toàn lực tiến vào nơi này. Nơi này hỗn độn thú khẳng định nhiều, địa hình phức tạp, mây mù lượn lờ, thần thức dò xét khoảng cách ngắn hơn chỉ cần chúng ta tiến vào nơi này lại để cho cổ mục lợi dụng thuật ngụy trang giả mạo la ra cùng địa sát các người phân biệt công kích gây nên hỗn chiến chúng ta trong lúc hỗn loạn mới có thể chạy trốn không tệ giang giật suy nghĩ một phen âm thầm đối là khuyên nhan tài trí bội phục cổ mục lại mặt mũi tràn đầy khóc tang biểu lộ để hắn giả mạo người của song phương bốc lên chiến đấu hắn rất có thể một đi không trở lại là khuyên nhan đây là đối với hắn làm phản cố ý trả thù a à còn có một đoạn thời gian người kỹ càng bố trí thoáng cái tận khả năng mưu đồ hoàn mỹ một chút giang giật vung tay lên toàn quyền giao cho lạc huynh nhan cổ mộc trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc giang giật như thế tin tưởng lạc huynh nhan hắn không sợ bị lạc khuynh nhan tính kế chỉ là giang giật đã nhắm mắt bắt đầu tu luyện cổ mộc chỉ có thể đem nghi vấn đầy bụng giấu ở trong lòng đồng thời âm thầm cầu nguyện lạc huynh nhan cũng đừng dùng cái gì ám chiêu a nếu không trước hết nhất chết chính là hắn giang giật nhắm mắt tu luyện đằng sau 10 tên thần vương một mực đi theo, lại sau ngàn trượng 17 tên thần vương dán tại đằng sau. Dạng này phi hành hết tốc lực hơn một canh giờ về sau, Giang giật đột nhiên mở mắt ra nói, là khuyên nhan, kế hoạch của ngươi có vấn đề, ngươi quá bảo thủ. Còn có, ngươi không biết thực lực chân chính của ta, ta vừa rồi nghĩ nghĩ. Quyết định chủ động xuất kích, trước tiên đem cái này 17 người xử lý lại nói. Chỉ ít là phù đuổi theo, chúng ta tăng thêm các người lạc gia viện quân, không đến mức hoàn toàn chiếm cứ hạ phong. Ừ, Lạc Khuynh Nhan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kinh nghi hỏi, ngươi, có thể có nắm chắc xử lý kia 17 người, chỉ cần cho ta sáng tạo cơ hội, Giang giật cùng cổ mục lướt nhau, nhếch miệng cười nói, đừng nói 17 người, chỉ cần không có quá nhiều hơn giai thần vương cùng thần vương đỉnh phong, coi như 100 tên thần vương ta cũng có thể xử lý. Không sai, cổ mộc lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán, chỉ cần cho chủ nhân sáng tạo một cái cơ hội tốt, hoàn toàn có thể hủy diệt kia 17 người tốt, là khuyên nhan khẽ kêu một tiếng, thình lình đứng lên nói, loại này cục quá tốt bố trí, chúng ta trước hết để la ra đoạn một cánh tay. chương 1352, chủ động xuất kích. Thần Châu khoảng chừng hạ giới thời gian một ngày rưỡi liền tiến vào yên vũ sơn mạch, giang giật tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới cảm ứng tình huống chung quanh, âm thầm cảm thấy ngạc nhiên, cái này thượng giới quả nhiên không thiếu cái lạ. Vừa tiến vào bên trong dãy núi này, bầu trời không ngừng bay xuống mịt mờ mưa phùn, phía dưới sương mù vân lượn quanh, căn bản thấy không rõ phía dưới cảnh vật, tự liền cổ một thần thức đều rất khó dò xét đến rõ ràng, trừ phi bay xuống phía dưới đi. Bình thường tình huống, tiến vào yên vũ sơn mạch, trừ phi tới mục đích này tòa đỉnh núi, bình thường tiến vào dãy núi võ giả là không dám bay xuống đi. Dù sao phía dưới ai cũng không biết ẩn núp nguy hiểm gì, mà lại thần thức dò xét bị hạn chế, phi hành tốc độ cũng chậm. Nơi tốt, giang giật âm thầm cảm khái, khó trách là khuyên nhan khăng khăng muốn đi vào dãy núi sau mới tìm địa phương mai phục động thủ. Tại cái này mặt ẩn núp, từ phía trên bay qua người muốn phát giác, ít nhất cần tới gần ngàn trượng khoảng cách. Giống như gần khoảng cách tập kích phía dưới, xác suất thành công sẽ phi thường chi cao, mà lại hắn cùng cổ một thế nhưng là có cường đại thuật ngụy trang. Động thủ sao, Giang giật đưa ánh mắt về phía là Khuynh Nhan, thời gian trôi qua một ngày rưỡi, ai cũng không biết là Phù bọn người phải chăng đuổi theo tới, vạn nhất bọn hắn mai phục lúc khai chiến, là Phù bọn người đột nhiên đến giúp, chết chính là bọn họ. Không được, là khuyên nhan lắc đầu nói, mới vừa vặn tiến vào yên vũ sơn mạch, la gia thần vương khẳng định toàn bộ tinh thần đề phòng bên trong, đánh lén tỷ số thắng không cao. Coi như có thể thắng tử thương cũng sẽ rất thảm trọng, lại đi ngàn vạn giảm. Ngàn vạn giảm, giang giật sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, nếu là la phù đám người đuổi theo tới làm sao bây giờ. Ha ha, là khuyên nhan rất tự tin cười nói, bọn hắn không có nhanh như vậy, nếu như là la phù một người vậy khẳng định đã sớm đuổi tới. Nhưng La Phù không có khả năng đơn độc hành động, hắn hội mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ, hắn người này âm hiểm xảo trá, bá đạo độc ác, loại tính cách này người thường thường cũng sẽ sợ chết. Hắn sợ đó là cái cục, sẽ không dễ dàng mạo hiểm, dù sao bọn hắn như bị diệt, la ra liền xong rồi. Vậy liền tại tới trước ngàn vạn giảm, Giang giật nghĩ nghĩ, quyết định tin tưởng là khuyên nhan một lần. Nữ tử này quá thông minh, tính toán không bỏ sót, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Một bên tiến lên, Lạc Khuynh Nhan để Cổ Mộc vừa cùng phía sau Thần Vương đưa tin bí mật bố trí, Cổ Mộc rất buồn bực, giang giật vì sao chưa từng hỏi đến, hắn cứ như vậy tin tưởng Lạc Khuynh Nhan. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ngàn vạn dặm khoảng cách chỉ là gần nửa canh giờ tựu đi ngang qua, Lạc Khuynh Nhan truyền âm một câu cho giang giật về sau, giang giật hướng Cổ Mộc quát khẽ nói Cổ Mộc, đi. Lạc Khuynh Nhan, người khống chế Thần Châu ở phía trước ngàn dặm chỗ chờ chúng ta. Cái này, Cổ Mộc thân thể run lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ giang giật để lạc khuynh nhan chính mình khống chế thần châu đây rõ ràng là đã khống chế lạc khuynh nhan nếu không lạc khuynh nhan nhẹ nhõm có thể đào tẩu hắn âm thầm giơ ngón tay cái lên cái này hạ giới phi thăng lên tới tiểu thiên thần thủ đoạn quả nhiên lợi hại liền lạc ra tiểu thư đều có thể ngoan ngoãn trở thành hắn nô lệ ngẫm lại cổ mục lại cảm thấy chính mình trở thành nô lệ không mất thể diện liền lạc ra tiểu thư đều trở thành nô lệ hắn một cái lạc gia hạ nhân tính là gì thần châu đại môn mở ra cổ mộc mang theo giang giật bay vụt mà xuống Cổ mộc tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn trong nháy mắt tựu lao xuống dãy núi phía dưới, Giang giật trước tiên nuốt phục linh đan còn có một giọt không có dễ nước, cổ mộc thì thần thức bốn phía liếc nhìn, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn mang theo Giang giật sông vào dãy núi phía dưới một đầu trong hốc núi. Chủ nhân, đợi lát nữa ta động thủ trước, ngươi xem tình huống động thủ, cầu chủ nhân. Đừng đem ta cũng cho giết, cổ mộc truyền âm tới, thân thể hướng nơi xa một cái sơn phong phóng đi. Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, cái này cổ mộc là sợ chính mình dùng dung hợp hỏa ảnh đem hắn cũng cho thiêu chết a hắn cũng không nói chuyện thả ra huyễn ảnh thần thông bề ngoài biến thành một người mặc kim sắc chiến giáp chiến thần các đệ tử sau đó trên người hắn bạch quang lóe lên thời gian dần trôi qua biến mất tại nguyên chỗ thả ra tiềm ẩn thuật một bên khác cổ mộc cũng ẩn núp đi hắn biến thành một khối không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu thạch đầu hắn cái này thuật ngụy trang phi thường cường đại linh hồn không có đạt tới thần vương đỉnh phong là căn bản không cách nào dò xét mà lần này truy sát mà đến 17 người bên trong cũng không có thần vương đỉnh phong. Vù vù, tại hai người vừa mới ẩn núp tốt, 10 đạo tiếng xé gió lên, lạc ra 10 tên thần vương theo sau. Lạc Thiên đưa tin cho Lạc Tường sau trước tiên tốc độ cao nhất lao nhanh, đã sớm hội hợp. 10 người đã sớm được biết Lạc Huynh Nhan kế hoạch, kế hoạch này nói thật bọn hắn rất lo lắng. Giống như giang giật không thể trọng thương đại bộ phận thần vương, bọn hắn coi như có thể thắng cũng sẽ tử thương thảm trọng. Chỉ là Lạc Huynh Nhan đưa tin hạ lệnh, mọi người không thể không nghe mệnh lệnh. Lạc khuyên nhan một người ngay tại phía trước khống chế thần châu phi hành, nhưng lạc ra người không dám đi nghĩ cách cứu Việt, đây cũng là để mọi người phi thường kinh nghi địa phương lạc khuyên nhan hạ lệnh toàn lực phối hợp giang giật, ngàn vạn không thể tới nghĩ cách cứu viện nàng, nếu không nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn nguyên nhân lại không nói, mọi người cũng không dám mạo hiểm, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Mười người thần thức bốn phía liếc nhìn, cũng không có phát hiện giang giật cùng cổ mộc không thể phát hiện cổ mục mọi người một điểm không ngoài ý muốn, giang giật cái kia nho nhỏ thiên thần thế mà không cách nào dò xét đến cái này khiến mọi người hơi có chút một chút lòng tin. Đi, lạc thủy quát khẽ một tiếng, mọi người nhanh chóng hướng phía trước mới bay đi, giang giật cùng cổ mục tại thời khắc này cũng khẩn trương, bởi vì lạc thủy phía sau bọn họ mấy vạn trượng khoảng cách liền là kia 17 tên thần vương. Quả nhiên, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, ba đạo cường đại thần thức tự quét tới, giang giật toàn thân buông lỏng, nguyên lực bất động, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dung hợp tiến vào phương thiên địa này, để cho địch nhân cũng sẽ không cảm giác có bất kỳ đột ngột. Ba đạo thần thức đảo qua về sau, không có bất kỳ phát hiện nào, một là bởi vì giang giật cùng cổ mộc ẩn núp quá tốt rồi, hai là bởi vì cái này yên vũ sơn mạch bên trong mây mù suy yếu mọi người thần thức dò xét cường độ. Ba người này quét qua về sau, đằng sau lại liên nguyên không ngừng có thần thức quét tới, đều không ngoại lệ những này thần thức vẻn vẹn đảo qua sau lập tức hướng phía trước phúc tán mà đi, cũng không có chú ý tới phía dưới ẩn núp hai người. 13, 14, 15, Giang giật âm thầm tính toán lấy dò xét qua người, nội tâm của hắn dần dần yên tâm lại, đã có 15 người dò xét qua, cuối cùng hai cái sẽ không xảy ra vấn đề A. Thứ 16 đạo thần thức đảo qua, không hề dừng lại một chút nào, nhưng cuối cùng một đạo thần thức đảo qua lúc, Giang giật phát hiện đạo này thần thức thế mà tại hắn phụ cận dừng lại, quét một lần sau lại quét lần thứ hai. Hỏng bét, Giang giật nội tâm kinh hãi, Người này thần thức so trước mặt 16 người đều mạnh, hắn không có hoài nghi a. À. Một khi bị phát hiện, sớm bại lộ, lần này bọn hắn không chỉ có phải thất bại trong gang tấc, hắn còn có thể bị vô tình đánh giết. Hắn dung hợp hỏa diễm rất bá đạo, vấn đề là tốc độ của hắn quá chậm, không cách nào rút ngắn khoảng cách, là căn bản đốt không chết người. Hưu, đúng lúc này, phía trước 10 tên thần vương đột nhiên bay vụt mà quay về, một người thật xa tựu kinh hô lên, chạy mau a, à, có hồng mông cấp hỗn độn thú. Ừ, La gia thần vương bản năng giật mình, dù sao hồng mông cấp hỗn độn thú kia là trí cường tồn tại, thần vương tao ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này yên vũ sơn mạch nghe nói chỗ sâu có mấy cái, chẳng lẽ chạy ra ngoài. Không đúng, la gia thần vương lập tức giật mình tỉnh lại, bởi vì nơi xa cũng không có cường đại thú uy, đây là quỷ kế. Mà lại lạc ra 10 tên thần vương đã trải qua rồi phát động tối cường pháp tắc công kích. ầm, ừ, mai phục tại cách đó không xa cổ mộc động, như một đạo kiểu lưới kiếm sắc bén bắn thẳng đến mọi người, trong tay hắn thiết côn kéo dài vô hạn, hóa thành kình thiên cự côn, phía trên mang theo màu đen hủy diệt phát tắc, hung hăng hướng 17 người chặn ngang bổ tới. Lạc huynh nhan, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Giang giật tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới một mực khóa chặt bầu trời 17 người, theo Lạc huynh nhan suy đoán, đợi lát nữa cái này 17 người sẽ hướng xuống mới bay tới. Giống như suy đoán sai lầm, mọi người bố trí sẽ giao trì đông lưu, chiến đấu cũng sẽ biến thành thảm liệt huyết chiến chương 1353, tiểu nô chờ ta. Lạc khuyên nhan không để cho Giang giật thất vọng, nàng tính toán cực kỳ chuẩn xác, tự liền la gia thần vương tâm tư đều đoán được nhất thanh nhị sở. La mười 17 người một mực không có cường công, là bởi vì không có nắm chắc. Bởi vì một khi công kích, sẽ cùng lạc ra vạch mặt, nếu không thể bắt sống Giang giật, la gia liền không có chứng cứ, đến lúc đó biến tướng thành la gia đối lý, làm ưng phủ truy cứu xuống tới, sẽ phi thường phiền phức. Lại thêm la phù đã ở trên đường, chờ la phù đuổi tới giang giật nhẹ nhõm có thể cầm xuống mọi người tự nhiên không dám mạo hiểm vậy mà hành động sở dĩ chỉ có thể lo lắng bất an một đường đi theo tiến vào yên vũ sơn mạch về sau trong mọi người tâm càng lo lắng nơi này địa hình kỳ lạ thế cục không rõ ai cũng không biết xảy ra chuyện gì lạc gia thần vương đột nhiên động thủ để mọi người bản năng hoảng sợ coi là lạc gia đã sớm mai phục tốt mà tại cổ mục theo một phương hướng khác tập kích phía dưới mọi người càng là bối rối tới cực điểm nội tâm nếu là không có chiến ý như thế nào lại liều mạng. Né tránh, tối cường một tên thượng giai thần vương quát khẽ một tiếng, hắn lựa chọn tránh né cái này luân phiên công kích, đem thế cục dò xét tinh tường sau lại quyết định là chiến vẫn là trốn. Mà la ra thần vương là thành hình quạt phân bố vây giết mà đến, cổ mộc nhưng từ đằng sau tập kích, trên cơ bản chung quanh bốn phương tám hướng đều có địch nhân, la ra rất nhiều thần vương theo bản năng tự hướng xuống mặt bên trong dãy núi tránh né mà đi. Bên trong dãy núi mây mù tràn ngập, vừa rồi đã dò xét tinh tường không có nguy hiểm, bọn hắn tránh né đi xuống, lạc ra thần vương muốn khóa chặt bọn hắn sẽ rất khó khăn, sở dĩ rất nhiều người lựa chọn hướng xuống mới bay bắn đi. Tốt, Giang giật linh hồn một mảnh lửa nóng, sẽ triển khai sinh tử đại chiến cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, hướng hắn phụ cận lao xuống thần vương ít nhất có 15 người, trận chiến này thành bại tự nhìn hắn. 5 ngàn trượng, 3 ngàn trượng, 1 ngàn trượng, 500 trượng, xuất thủ. Giang giật hai chân tại phiến đá bên trên đột nhiên đạp mạnh, phiến đá trực tiếp vỡ nát, hắn thân thể cũng như như đạn pháo bay đi. Người khác vừa mới bay đi, lập tức nổi giận giống to, điện sát các cầu tặc, các người lại dám công kích ta chiến thần các huynh đệ muốn chết. Ách, à, những cái kia hướng phía dưới đào tàu thần vương lúc đầu nội tâm kinh hoàng không thôi, lại không nghĩ rằng phía dưới lại toát ra một người đến mà lại người mặc chiến thần các chiến giáp vừa rồi mọi người cũng không có dò xét đến hắn, chẳng lẽ người này là một tên trí cường giả. Giang giật lời nói để mọi người giấy lên cùng một chỗ hy vọng, giống như người này là chiến thần các cường giả trận chiến này liền có thể lập tức nghịch chuyển bất quá cũng có hai người có chút kinh nghi dù sao giang giật xuất hiện thời gian cùng địa điểm quá xảo hợp sở dĩ hai người này bản năng đề phòng chính là bởi vì hai người này cẩn thận cứu được bọn hắn một mạng giang giật hai tay sáng lên lam đỏ kim tam loại nhan sắc quang mang tiếp lấy hai đoàn hỏa diễm theo trong lòng bàn tay hắn gào thét mà ra tại cái này hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt bốn chu vũ nước lập tức bị bốc hơi tự liên hạ mới mây mù đều bị nhiệt độ cao nấu chảy thành hư vô, vô số hoa cỏ cây cối căn bản không có giấy lên hừng hực liệt hỏa, trực tiếp hóa thành cho bụi, ba loại hỏa diễm dung hợp được uy lực kinh khủng đến cực điểm. Đây là địch nhân, giết, không đúng, mau trốn, a à, giống như đến giờ phút này mọi người còn không có kịp phản ứng, vậy cái này thần vương tu vi cũng là đến không. Kia hai cái một mực đối giang giật đề phòng người trước tiên hướng nơi xa bỏ chạy, những người còn lại chậm đi vỗ, các loại chờ kia kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ bọn hắn lúc, bọn hắn muốn động thủ, hoặc là muốn chạy trốn đã muộn. Nhiệt độ quá cao, thoáng cái đem bọn hắn toàn thân làn ra đốt thành than cốc, rất nhiều thực lực thấp thần vương, thậm chí toàn thân đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt bị thương. Kịch liệt thống khổ bao phủ toàn thân bọn họ, ai có thể đào tẩu, ai có thể công kích. Suy suy, vẫn là có hai người thả ra công kích, đáng tiếc một người kinh mạch bị đốt bị thương, thiên lực nhiễu loạn, công kích thả ra một nửa bị ép bỏ dở một người khác thiên lực cũng nhiễu loạn, pháp tắc công kích cuối cùng không cách nào ngưng tụ, trong mắt của hắn đều là vẻ điên cuồng, liều mạng ném ra một đạo thiên lực công kích muốn tiêu diệt Giang Giật. Oanh, Giang Giật thân thể bị hung hăng đập bay ra ngoài, ngực trực tiếp lõm vào, miệng phun tiên huyết, kém chút trực tiếp ngất đi, trung phẩm thần khí chiến giáp cùng Phục Linh đan cứu được hắn một mạng. Xong rồi, hắn nhìn thấy hai đoàn hỏa diễm bay đến trong đám người ở giữa, rất nhiều người ở giữa không trung lăn lộn, mặc dù không có thiêu chết một người, nhưng ít nhất có 13 người bị đốt thành trọng thương. Mà lên uổng phí 10 tên thần vương cùng cổ một công kích theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, rất nhiều thần vương trực tiếp bị đánh chết tươi, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười vui mừng. Kế hoạch rất hoàn mỹ, là khuynh nhan bố cục chưa từng xuất hiện nửa điểm sai lầm, cái này 17 tên thần vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu, cổ một công kích hai lần về sau, trước tiên hướng giang giật bay vụt mà tới. Hắn cũng không dám tiếp tục công kích, vạn nhất giang giật bị la ra hoặc là lạc ra người chém giết đâu hắn cùng lạc khuynh nhan đều phải chết ha. Tiểu tử này hỏa diễm quá bá đạo, rất nhiều thần vương nhìn qua rất nhiều đốt cháy khét thi thể âm thầm kinh hãi, vốn có người muốn nhân cơ hội đem giang giật cho xử lý, giờ phút này cũng không dám làm loạn. Cổ mục đã tới giang giật bên người, hắn cũng không cố chiến cục, trực tiếp mang theo giang giật hướng nơi xa thần châu phương hướng bay đi, mọi người nghĩ đến lạc khuynh nhan mệnh lệnh cuối cùng đều không dám loạn động. Dầm dầm dầm, bên này la gia thần vương còn có ba cái vẻn vẹn bị thương nhẹ, lạc thủy bọn hắn cũng căn bản không có thời gian đuổi theo giết giang giật, toàn bộ toàn lực xuất thủ diệt sát la gia thần vương. Chiến đấu vẻn vẹn tiếp tục thời gian một nén nhang, dùng la ra 17 tên thần vương toàn bộ bị giết, lạc ra một tên thần vương trọng thương, ba tên thần vương vết thương nhẹ chiến cuộc hạ màn kết thúc. Đương nhiên trận chiến này nếu không có giang giật, lạc ra 10 tên thần vương tuyệt đối sẽ có phần lớn người chiến tử, giang giật tiêu hao hai đoàn dung hợp hỏa diễm đã thương nặng dòng dã 13 người, để chiến cuộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hô hô, là khuyên nhan rất nghe lời tại phía trước chờ, cổ mộc mang theo giang giật bay vụt tiến vào thần châu. Cổ mộc giờ phút này còn lòng vẫn còn sợ hãi há mồm thở dốc. một trận chiến này hung hiểm không chỉ có bắt nguồn từ la gia thần vương, còn có lạc gia thần vương, vạn nhất đám người này không nghe là khuyên nhan mệnh lệnh, sẽ phát sinh chuyện gì mời người nào cũng không biết. Bằng nhanh nhất nhanh chóng độ hướng mê vụ phong phi hành, còn lại là Khuynh nhan ngươi giữ nguyên kế hoạch hành động. Giang giật thụ thương thật nghiêm trọng, hắn dặn dò một tiếng sau lập tức ngồi xếp bằng chuẩn bị chữa thương. Cái này 17 người diệt sát về sau, theo lạc Khuynh nhan phía sau kế hoạch, nhẹ nhóm có thể để la phù bọn người đi một chút chặng đường oan uổng, mọi người cũng có thể thành công đến mê vụ phong tìm tới Giang Tiểu Nô, lại bỏ chạy mê vụ xâm lâm. Tốt, lạc Khuynh nhan cùng Giang giật có ước định, không thể để cho ngoại nhân nhìn ra quan hệ của hai người, cho nên nàng khẽ vuốt cằm Chờ đợi bên kia chiến đấu kết thúc, thu thập chiến lợi phẩm cùng thi thể về sau, nàng khống chế thần châu bay đi hạ lệnh, lạc thủy, người để cho hai người phân biệt mang theo cái này 17 bộ thi thể, hướng ba phương hướng bay đi. Cách mỗi vạn lý ném một cỗ thi thể, chú ý đem bọn hắn đưa tin ngọc bội lưu lại, để la phù theo ngọc bội tìm tới bọn hắn. Mặt khác sở hữu chiến lợi phẩm giao cho cổ mộc, lưu tại các ngươi trên thân chỉ làm cho lạc gia mang đến vô tận hậu hoạt. Tuân mệnh, lạc thủy cúi đầu nghe lệnh, hắn không biết lạc khuyên nhan muốn làm gì, nhưng tiểu thư này thành công bố cục diệt sát la ra 17 tên thần vương, để bọn hắn tinh thần đại chấn. Có người còn tại ngờ vực vô căn cứ coi là giang giật cùng là khuynh nhan đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hay là lần này bị bắt cóc, chẳng lẽ cũng là một cái bẫy mục đích là hủy diệt la ra. Giang giật không để ý đến là khuynh nhan an bài, hắn nuốt một viên thuốc chữa thương về sau, nhìn một cái đông phương thì thào, tiểu nô, nhiều nhất còn có một ngày rưỡi, ta liền có thể đuổi tới mê vụ ngọn núi, chờ ta chương 1354, hết thảy có ta. Một ngày rưỡi thời gian, không biết là lạc khuynh nhàn bố trí có hiệu quả, vẫn là la phù không dám độc thân truy sát, trên đường phi thường bình tĩnh, giang giật chữa thương một ngày rưỡi cũng khôi phục một chút, hành động vẫn là vô ngại. Không có dễ nước cùng phục linh đan suy yếu kỳ cũng vượt qua, theo khoảng cách mê vụ phong càng ngày càng gần, nội tâm của hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh, liền thương thế đều quản không được nhiều như vậy. Lạc thủy bọn người trở về, tụ theo ở phía sau, Giang giật nội tâm đại định, lần này chấp hành nhiệm vụ hai cái tiểu đội nhân số mặc dù rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 người, nhưng cường giả cũng không nhiều, chỉ có hạ thống lĩnh nhi tử hạ thụy mang theo một chút thần tướng đỉnh phong. Thần tướng đỉnh phong giờ khắc này ở giang giật trong mắt cái rắm cũng không bằng. Đừng nói đi theo phía sau 10 tên miễn phí thần vương tay chân, coi như cổ mục một người liền có thể toàn bộ chém giết, sở dĩ các loại chờ khoảng cách mê vụ phong ngàn dặm sau. Hắn trực tiếp ngừng chữa thương, dù sao thuốc chữa thương dược lực, còn có cường đại thân thể sẽ tự động phục hồi như cũ. Hắn xuyên thấu qua trong suốt thần châu vách tường khóa chặt phía trước, nội tâm khuấy động vô cùng, trong đầu đều là cái kia động lòng người tiểu thị nữ thân ảnh. Phía trước rốt cuộc xuất hiện một tòa cự đại sơn phong, sơn phong tả hữu nhìn không thấy bờ, khoảng chừng cao ngàn trượng, cả tòa ngọn núi to lớn đều bao phủ tại trong sương mù trắng, như ẩn như hiện, nơi này sương mù đặc biệt nồng đậm, đoán chừng cũng là mê vụ phong tồn tại. Hưu, một tên người mặc màu đen chiến giáp, ngực có một đóa mạn đà la tốn ký hiệu địa sát các võ giả bắn ra. Người này hiển nhiên là địa sát các chấp hành nhiệm vụ tiểu đội lưu thủ trinh sát, hắn thật xa quát khẽ nói, địa sát các ngay tại nơi đây chấp hành nhiệm vụ, đại nhân, xin hỏi có gì cần cống hiến sức lực địa phương. Cái này trinh sát phi thường thông minh, một là mặt ngoài thân phận, hai là nhắc nhở bên trong địa sát các người, có cường giả tới gần. Giang giật hướng cổ mục nhìn lướt qua, cái sau mở ra thần châu đại môn, ngạo nghế bay ra ngoài, hắn thân thể cũng hiện ra địa sát các chiến giáp, lãnh mâu quét qua nói, hạ thủy ở đâu? Địa sát, địa sát các trinh sát đôi mắt co rụt lại, địa sát thế nhưng là thống lĩnh cấp bậc cường giả. Một tên địa sát ra cha hỏi, chẳng lẽ thần châu người ở bên trong thân phận càng tôn quý lập tức hắn vội vàng một gối quỳ xuống sợ hãi nói, hồi đại nhân, hạ công tử ngay tại trong núi. Dẫn đường, cổ mộc phi thường bá đạo quát khẽ một tiếng, trinh sát có chút trần chờ nhưng vẫn là không dám nói nhảm bên kia lạc thủy đám người đã ở phía sau chờ lệnh lạc khuyên nhan truyền âm qua đem cái này mê vụ phong vây lên nếu là chúng ta động thủ các ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên buông tha một người toàn bộ chém giết nếu không lạc ra liền sẽ có đại phiền toái toàn bộ chém giết lạc thủy hít một hơi lãnh khí địa sát các có minh xác quy định thành viên ở giữa không phải công kích lẫn nhau như bị phát hiện giết chết vô luận bọn hắn lạc ra bản thân liền là địa sát các thành viên việc này nếu là bộc quang lạc gia sẽ chó gà không tha lạc khuynh nhan làm sao không biết nhưng nàng cũng là không có biện pháp mà lại nàng có một cái cực kỳ tốt kẻ chết thay giang giật nàng có thể đem hết thảy trách nhiệm đẩy lên giang giật trên thân liền nói là cổ mộc giết lần này chết đều là một chút tiểu nhân vật hạ thụy đối với lạc gia tới nói cũng không đáng nhắc lên chỉ cần tiêu địch bên kia nói một câu căn bản sẽ không liên lụy lạc gia đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể thả đi một cái người sống tản ra, vây quanh, nhớ kỹ tiểu thư lời nói, giống như khai chiến, tuyệt đối không thể thả đi một người. Lạc Kỳ nhanh chóng hạ lệnh, còn lại 9 người bằng nhanh nhất tốc độ vây quanh cự đại sơn phong bay đi. Cách mỗi vài dặm lưu lại một người, đem trọn ngọn núi mạch bao bọc vây quanh, bất quá mọi người cũng không có phóng thích khí thức cường đại, hơn nữa còn ẩn núp đi, thần thức thời khắc tại bốn phía lướt nhìn. Hưu, sơn phong bên trong cổ mộc mang theo trinh sát nhanh chóng phi hành, giang giật cùng lạc huynh nhan cưới thần châu theo ở phía sau, thần châu bay rất thấp, giang giật có thể xuyên thấu qua trong suốt vách tường nhìn thấy phía dưới một chút địa sát các võ giả ngay tại bốn phía tìm kiếm, hẳn là ở chỗ này tìm kiếm một loại dược thảo. Tiểu nô ở đâu lạc khuynh nhan, để cổ mộc tản ra thần thức tìm kiếm tiểu nô. Giang giật nội tâm có chút gấp rút, lạc khuynh nhan đưa tin ra ngoài, cổ mộc đã sớm đang dò xét. Đáng tiếc ngọn núi này rất lớn, thần thức còn bị hạn chế có thể dò xét phạm vi phi thường nhỏ. Hiu hiu hiu, lần nữa đi về phía trước vạn trượng khoảng cách, Phía trước đột nhiên có hơn 10 người thần tướng bắn ra, toàn bộ khóa chặt cổ mộc, sắc mặt có chút biến ảo, một người chắp tay nói, vị đại nhân này, chúng ta là Lam sư thành người của hạ gia, xin hỏi có gì chỉ giáo. Âm, um, a, à, đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo trầm muộn nổ vang, tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó một cái như kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên a, à, cái này tiện nữ nhân lại dám làm tổn thương ta, giết nàng cho ta, giết nàng. Ta là địa sát các đệ tử các ngươi dám giết ta, điện sát các tổng các diệt các ngươi cả nhà. Một đạo để giang giật toàn thân đều run rẩy lên khẽ kêu tiếng vang lên, ánh mắt của hắn đỏ lên, bạo hống là tiểu nô. Cổ mộc, cho ta toàn bộ giết, hưu, cổ mộc đối với giang giật mệnh lệnh không có nửa điểm trần chờ một tay bắt lấy tên thám báo kia bị hắn một chảo tươi sống vồ nát, một cái tay khác bên trong thiết côn xuất hiện, trực tiếp một cái quét ngang, phía trước cản đường 10 cái thần tướng toàn bộ bị tươi sống đập chết hắn thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén tiêu xạ mà đi, giang giật cùng lạc khuynh nhan theo thần châu bên trong bắn ra, giang giật trước tiên nuốt phục linh đan, như một cái như cự thú gào thét mà đi tiểu nô, thiếu gia đến rồi. Thiếu gia, phía trước giữa không trung một tên mặc màu đen chiến giáp, giờ phút này phía sau lưng chiến giáp toàn bộ bạo liệt, lộ ra hai phiến vũ rực. Đầu đầy tóc lục đằng đằng sát khí tuyệt mỹ thiếu nữ nghe được giang giật thanh âm thân thể mềm mại kịch liệt run lên, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, nước mắt như hoàng hà tràn lan dì rào rơi xuống. Ừ, bản chiều giang tiểu nô đánh tới 4 năm tên thần tướng, còn có một cái khôi ngô công tử ca cảm nhận được cổ một khí thức cường đại về sau, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong tay bọn họ bản sáng lên các loại quang mang, giờ phút này cũng rốt cuộc không dám công kích, hoảng sợ nhìn qua nhanh chóng chạy tới giang giật lạc khuyên nhan của mộc. Thiếu gia, thật là thiếu gia, thiếu gia, ta nghĩ người nghĩ thật đằng ha. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, nhìn thấy tấm kia mộng dắt hồn lượn quanh mặt Giang Tiểu Nô rốt cuộc không khống chế được tâm tình của mình như một cái bị hủy khuất Tiểu Cô Nương nhìn thấy thân nhân của mình một bên gào gào khóc lớn một bên hóa thành một đạo tật phong nhào vào Giang Giật trong ngực hai tay ôm thật chặt lại Giang Giật tựa hồ sợ hắn biến mất đừng sợ Tiểu Nô thiếu gia tại đây ai cũng không thể khi dễ ngươi Giang Giật nội tâm cũng phải nát trong khoảng thời gian này đến hắn không giờ khác nào không tại nghĩ đến Giang Tiểu Nô không giây phút nào đều đang lo lắng nàng sợ nàng bị nửa điểm tổn thương, sợ nàng chết đi. Rốt cuộc tìm được nàng, cũng kịp thời đuổi tới không để cho nàng bị thương tổn, hắn treo ở trong lòng cự thạch rốt cuộc rơi xuống. Nhìn xem ủy khuất khóc lớn giang tiểu nô, hắn rất nhanh lại nổi giận vô cùng, nhìn lướt qua hạ thụy bọn người, đối cổ mộc giống giận, ngươi là người chết sao còn đứng ngốc ở đó làm gì toàn bộ giết cho ta. Hiu, cổ mộc bay đi, giang tiểu nô lại sợ hãi hét dầm lên nói, không được, thiếu ra, không thể loạn giết người, bọn hắn là địa sát các, cái kia vẫn là hạ thống lĩnh nhi tử giết lại có đại phiền toái ta quản hắn thiên vương lão tử nhi tử ai dám tổn thương ngươi giết không tha giang giật phi thường bá đạo giống giận vỗ vỗ giang tiểu nô cóng giọng nói vừa chuyển nhẹ giọng nói ra đừng sợ tiểu nô hết thảy có ta ừm nghe được cuối cùng bốn chữ giang tiểu nô cũng không cố kỵ gì trong lòng nàng giang giật chính là nàng thiên chỉ có có hắn tại thiên vĩnh viễn sẽ không sập không các ngươi không thể giết ta Hạ Thủy bị cổ mục cuồng bạo sát khí bao phủ, phát ra một tiếng gào lên đau xót, nhưng câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, cổ một cây kia to lớn thiết côn đập ẩm ẩm dưới, trong nháy mắt đem hắn thẻ thành một cục thịt bùn. chương 1355, Mê Vụ Xâm Lâm Giết, bên này động thủ, phía ngoài là Thủy bọn người lập tức lên núi vòng trong giết mà đến, tại giang giật hạ lệnh một khắc này, Mê Vụ Phong chú định biến thành địa ngục. Mê Vụ Phong nội nhân thật nhiều, Hạ Thủy lần này tiểu mang theo mấy chục người còn có đi ra nhiệm vụ gần trăm người tăng thêm giang tiểu nô cùng nhau một cái ngồi giữa đội cộng lại có chừng hơn một trăm người bất quá không có một tên thần vương giang giật bên này mười một cái thần vương thực lực này cách xa quá tốt đẹp đại vẻn vẹn thời gian một nén nhang toàn bộ địa sát các người bị chém giết sạch sẽ giang giật ôm giang tiểu nô tại một cái thạch phong bên trên đứng thẳng thờ ơ lạnh nhạt nội tâm ngược lại là không có nửa điểm cảm giác tội lỗi bởi vì những người này căn bản là lạc gia thần vương giết lạc ra sợ hãi tiết lộ phong thanh, sở dĩ là khuyên nhan hạ lệnh toàn bộ xử lý. Hắn cũng tin tưởng cái tội danh này không phải hắn chịu lấy, liền là la gia chịu lấy, dùng lạc khuyên nhan trí tuệ, tuyệt đối sẽ có sắp xếp. Quả nhiên, lạc khuyên nhan đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lạc thủy bọn người bố trí, tại rất không đáng chú ý địa phương, vứt xuống một chút kia 17 tên la ra thần vương trên người chiến giáp mảnh vỡ, còn có một khối bị hủy diệt đưa tin ngọc bội, những này về sau nhưng chính là bằng chứng A thiếu gia thủ hạ tốt cường đại. Giang Tiểu Nô đã ngừng thút thiết, nhưng thân thể mềm mại vẫn là tại có chút rung động, nàng hai tay gắt gao ôm Giang Giật, sợ hắn biến mất, một đôi mắt to kinh nghi bốn phía liếc nhìn, có chút nghĩ không thông Giang Giật là cùng nàng cùng một chỗ phi thăng, vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thu phục nhiều như vậy thần vương thủ hạ chẳng lẽ Giang Dật thực lực đã đạt tới thần đế cảnh nhưng Giang Giật khí tức cảm giác rất yếu a. À? Nàng không biết trong này 10 người thế nhưng là tùy thời có thể phản sát Giang Giật, nàng chỉ là từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo, nhà nàng thiếu gia quả nhiên không phải phàm nhân nàng liều mạng lâu như vậy mới trở thành điện sát các đệ tử chính thức giang giật lại có thể khống chế một đám thần vương tốt có thể đi lạc huynh nhan thu được lạc vĩ đưa tin hướng giang giật cung kính bẩm báo giang tiểu nô có chút đề phòng hướng lạc huynh nhan nhìn lại dù sao nữ tử này khí chất tướng mạo quá xuất chúng chẳng lẽ giang giật lại tại thượng giới thu một cái thiếu phu nhân đi thôi giang giật phung tay lên mang theo giang tiểu nô lạc huynh nhan cùng cổ mộc lên thần châu một đám người bằng nhanh nhất tốc độ hướng phụ cận mê vụ xâm lâm bay đi giang tiểu nô lên thần châu về sau phát hiện phương hướng không đúng có chút nghi ngờ hỏi thiếu gia chúng ta muốn đi đâu a à? ha ha người đừng quản đi theo thiếu gia chính là chúng ta đằng sau còn có một đám chó hoang đâu giang giật lôi kéo giang tiểu nô ngồi phía trước khoang thuyền trên ghế khẽ vuốt mái tóc của nàng rất là đau lòng nói ra tiểu nô trong khoảng thời gian này ngươi chịu khổ đều là thiếu gia không dùng không khổ Giang tiểu nô lắc đầu, đầy mắt thâm tình nhìn qua Giang giật nói, chỉ cần có thể cùng thiếu ra cùng một chỗ, lại khổ gấp người ta cũng nguyện ý. Muội muội đây là tình muội muội đi, là khuynh nhan ở một bên nhìn xem, trong miệng nhỏ giọng thầm thì. Giang giật quét nàng một chút, có chút bất mãn nói ra, người còn đứng ở bên trong làm gì lăn ra ngoài. Là khuyên nhan có chút hụ oán lắc lắc phòng đồn đi ra ngoài, Giang tiểu nô lúc này mới nghi hoặc hỏi, thiếu ra, nàng là ai a à còn có đám kia thiên sát đều là người thủ hạ sao việc này nói rất dài dòng, về sau sẽ nói cho ngươi biết đi. Giang giật khẽ mỉm cười nói, vẫn là nói một chút ngươi tại Lam Sư thành sự tình đi, còn có ai khi dễ ngươi quay đầu thiếu ra giúp ngươi làm chủ. Ừm, Giang Tiểu Nô rất ngoan ngoãn giảng thuật, nói lên nàng phi thăng Lam Sư thành phụ cận phi thăng đài, sau đó được đưa tới Lam Sư tử bộ lạc, cuối cùng gia nhập địa sát các, một đường gian khổ nhận nhiệm vụ sự tình. Thùng thùng, Giang Tiểu Nô còn chưa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lạc huynh Nhan bước nhanh đến, bẩm báo nói, là phù bọn hắn đến mê vụ ngọn núi, là thủy bọn người lưu lại bộ phận cơ quan bị va chạm. Nhanh như vậy, Giang giật đôi mắt lạnh xuống, trầm giọng hỏi, trước người không phải có bố trí sao vì sao bọn hắn có thể nhanh như vậy tìm tới đến mê vụ phong. Lạc khuyên nhan trước đó đem kia mười mấy bộ thi thể phân biệt hướng hai cái phương hướng ném đi, giống như la phù bọn người một đường lần theo thi thể đuổi theo cha, kia đoán chừng chưa được mấy canh giờ cũng không hội đến mê vụ phong. Lạc khuyên nhan lại cũng không lộ ra ngoài ý muốn, có chút đắng chát chát nói ra la phủ nhị thúc rất có thể xuất quan người này một mực là la gia quân sư đa mưu túc trí điểm ấy bố trí bị nhìn xuyên cũng bình thường nếu quả như thật là cái lão quái này đoán chừng cũng sẽ tính tới chúng ta thẳng đến mê vụ xâm lâm nhiều nhất ba nén hương thời gian bọn hắn liền sẽ đuổi kịp ách giang giật sắc mặt trầm xuống liên thanh hỏi chúng ta còn bao lâu đến mê vụ xâm lâm lạc khuynh nhàn rỗi ra ba ngón tay trầm giọng nói ra ít nhất cũng phải ba nén hương thời gian bất quá ta đã để lạc thủy điều ba người đi chịu chết hy vọng có thể kéo thêm một chút thời gian chịu chết giang giật ám đạo lạc huynh nhan người này quá độc ác chính mình tộc nhân nói hy sinh tự hy sinh trên mặt còn không có nửa điểm vẻ áy náy hắn đôi mắt lấp lóe trầm ngâm ba người coi như từng cái đi chịu chết cũng kéo không mất bao nhiêu thời gian bọn hắn nhiều nhất tiến vào mê vụ xâm lâm mà thôi giống như hà thống lĩnh không dẫn người đến đây hoặc là nói mang theo cường giả quá ít bọn hắn coi như đi vào mê vụ xâm lâm cũng nguy cơ sớm tối nhà các người viện quân lúc nào đến giang giật quay đầu vấn đạo giống như lạc gia viện quân kịp thời chạy đến lời nói vậy bọn hắn còn có sống tiếp hy vọng như địa sát các cùng lạc gia cường giả không đến băng vào bọn hắn chút người này nhẹ nhõm sẽ bị la phù chém giết không biết lạc huynh nhan lắc đầu nói tiến vào yên vũ sơn mạch về sau nơi này có một loại lực lượng kỳ lạ đưa tin trở nên khó khăn Lạc thủy bọn hắn căn bản không thể cự ly xa đưa tin, cũng không có thu được bất luận cái gì đưa tin. Ngoá, Giang giật nổi giận đùng đùng đứng lên, khóa chặt Lạc Khuynh Nhan hỏi, người có biện pháp gì tốt không có? Không có cách nào, Lạc Khuynh Nhan lắc đầu nói, chỉ có thể để Lạc thủy bọn hắn từng cái đi chịu chết, kéo la phù bọn hắn, cho chúng ta sáng tạo thời gian. Dạng này không được, Lạc thủy bọn người từng cái đi chịu chết tác dụng cũng không lớn, la ra bên kia thế nhưng là có 30 tên thần vương. Còn có hai tên thần vương đỉnh phong, làm không tốt toàn bộ hội hy sinh vô ích căn bản không thể kéo quá lâu thời gian hắn đôi mắt chấp động nguy cơ sinh từ hạ tư duy trở nên phá lệ rõ ràng rất nhanh hắn quát lớn không được chúng ta nhất định phải thoát khỏi đối phương trưởng khống chúng ta không thể cưỡi thần châu để lạc thủy phái một người đến khống chế thần châu hướng mê vụ xâm lâm bay đi chúng ta xuống dưới đường vòng đi mê vụ xâm lâm mà lại cổ mộc đều muốn tách ra đi các ngươi gia tộc những người còn lại toàn bộ tách ra đi rời đi thần châu đường vòng Lạc khuyên nhan như vẽ lông mày nhíu lên, có chút trần chờ bất định nói ra, không có thần châu, chúng ta tao ngộ hốn độn thú sẽ phi thường phiền phức. Mà lại đường vòng, không có cổ mộc mang theo phi hành, đến mê vụ xâm lâm thời gian hội càng lâu, trên đường không xác định nhân tố rất rất nhiều. Giang giật quả quyết khoát tay nói, đi như thế nào cũng sẽ không an toàn, ta chỉ hỏi ngươi dạng này la phù muốn tìm tới chúng ta có phải hay không càng khó khăn. Như vậy, muốn tìm tới chúng ta thực sự rất khó. Lạc khuyên nhan nghĩ nghĩ nói, sau đó lại trần chờ nói, bất quá. Không có nhiều như vậy bất quá, tiểu nô, đi. Giang giật phi thường bá đạo cắt ngang lạc khuynh nhan, mang theo giang tiểu nô đi ra phía ngoài. Hắn để cổ mộc giải trừ hỗn nguyên giới tinh thần liên hệ, hắn luyện hóa sau mang theo giang tiểu nô bay xuống thần châu. Lạc khuynh nhan không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo giang giật phân phó, triệu tập một người khống chế thần châu, đồng thời dặn dò cổ mộc lạc thủy một phen, đi theo giang giật bay vụt hạ thần châu hưu thần châu tiếp tục hướng phía trước mới bay đi giang giật mang theo lạc khuynh nhan giang tiểu nô về phía tây phía nam phóng đi cổ mục lại chỉ có thể khổ bức một người hướng bắc mới bay đi những người còn lại tách ra chạy trốn tất cả mọi người tại thời khắc này nội tâm đều căng thẳng là phù bọn người tựa như một đám tử thần tại ở gần bọn hắn đuổi kịp ai ai liền có khả năng vẫn lạc chương 1356, quỷ âm động sự thật chứng minh giang giật quyết định là chính xác lạc quỷ liên tục phái ba người đi chịu chết lại gần như không có kéo dài bất luận cái gì thời gian. Ba người kia không tới gần công kích, la phù bọn người căn bản bất phi sở động, tiếp tục hướng mê vụ xâm lâm bay đi, mà tại ba người không kiên nhẫn lúc công kích, la phù tự mình xuất thủ trực tiếp miểu sát ba người. La phù bên người có một cái vóc người nhỏ gầy, dầu tóc lông mày gần như đi xong lão giả, hắn đôi mắt nhỏ híp nhìn chăm chú lên chiến đấu phía trước, chờ đợi người thứ ba bị đánh giết về sau, hắn trầm giọng nói ra, trên đường bất kỳ tình huống gì đều đừng quản, bay thẳng đi mê vụ xâm lâm bọn hắn không đường có thể đi chỉ có đi mê vụ xâm lâm mới có thể gia tăng một chút cơ hội sống sót ừm nghe nhị thúc la phù nhẹ gật đầu vung tay lên mang theo mọi người bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước mới bay đi cái này nhị thúc từ nhỏ hắn tự rất sùng bái cùng tôn kính giống như không phải hắn la ra sớm diệt phong người này âm hiểm độc ác trí kế bách xuất đa mưu túc trí tại thần ưng thành là có tiếng hắn dưới tình huống bình thường sẽ không nhìn nhầm bên kia lạc thủy không dám tiếp tục phái người chịu chết mà là dựa theo lạc huynh nhan bố trí để một người khống chế thần châu còn lại sáu người hướng tứ phía tám mới bay trốn mà đi tăng gia la phù bọn người tìm tới lạc huynh nhan giang giật độ khó hưu vẻn vẹn ba nén hương thời gian không đến mọi người tự đuổi kịp thần châu thần châu phía trước liền là một mảnh bị mây mù bao phủ to lớn xâm lâm la phù cười lạnh một tiếng vung tay lên nói còn muốn trốn toàn thể chú ý khác đừng giết chết tiểu tử kia Thần Châu mở ra cấp cao nhất cấm chế, sở dĩ coi như La Phù thần thức cũng vô pháp dò xét đi vào, mọi người căn bản không biết bên trong có ai. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ gào thét mà đi, La Phù cách vạn trượng khoảng cách, hai tay đánh ra kỳ quái thủ ấn, quát lớn giả La thủ. Ông, Thần Châu trên không một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện, bàn tay kia khoảng chừng trăm trượng đại, đột nhiên hướng phía dưới Thần Châu chụp tới, mà ngay tại bay thật nhanh Thần Châu bị bắt lại sau vậy mà không cách nào động đậy, Thần Châu quang mang lấp lánh, không ngừng rung động. Tựa hồ nghĩ cực lực thoát khỏi bàn tay lớn kia, bành cuối cùng thần châu vẫn là tránh thoát đại thủ trói buộc, bàn tay lớn kia cũng sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, nhưng thần châu lại bởi vậy làm trễ nải thời gian ba cái hô hấp. La phù bọn người tốc độ cỡ nào nhanh thời gian ba cái hô hấp đủ để cho bọn hắn bay đến thần châu phía trước ngàn dặm đi. Phá cho ta, La phù trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ màu trắng chiến phủ, vung lên một nửa hình tròn, phủ cận không gian đều chấn động xuất ra đạo đạo gợn sóng chiến phủ hóa thành một đạo bạch quang trùng điệp bổ vào thần châu bên trên. Ầm, um, thần châu cấm chế quang mang đại thịnh, làm người ta không dám chói mắt, nhưng trong nháy mắt ảm đạm xuống, một đạo nổ vang to lớn thần châu bị chặn ngang chém đứt, cấm chế hủy đi sau cái này thần châu liền là một đống gỗ, bị kinh khí cường đại nát thành bột mịn, một thân ảnh hiển lộ ở giữa không trung. A, à, 30 một đạo thần thức liếc nhìn đi qua, toàn bộ kinh nghi không thôi. Bởi vì thần châu bên trong chỉ có một tên thần vương, cũng không có giang giật cùng lạc khuynh nhan. Chẳng lẽ hai người bị cái này thần vương cất vào không gian thần khí bên trong nhưng vừa rồi la phù già la thủ không gian chấn động đến lợi hại như vậy, nếu như là phổ thông không gian thần khí đã sớm chấn động ra. La phù nhị thúc la kỵ, một đôi nhỏ bé trong đôi mắt tinh mang lập lè, lạnh giọng đùa cợt nói ra, thay mận đổi đào vàng thao lẫn lộn ngược lại là rất thông minh a à. Suy suy, bên kia có các vị la gia thần vương đã động thủ, la ra một tên khác thần vương đỉnh phong la thiết trực tiếp thả ra công kích linh hồn để lạc ra thần vương tự bảo cơ hội đều không có, bị trong nháy mắt cầm xuống. Thần vương bị cầm xuống sau la phù để cho người ta phong ấn hắn đan điền, lúc này mới lạnh giọng hỏi, người hẳn phải biết thủ đoạn của ta, không muốn chịu tội, tự nói cho ta cái kia tiểu thiên thần cùng lạc huynh nhan bỏ chạy phương hướng nào. Bọn hắn đi bên kia, thần vương tay hướng giang giật bọn người đào tẩu phương hướng chỉ một cái, ánh mắt mọi người tự động hướng bên này quét qua, la phù nhị thúc la kỵ trong nháy mắt kịp phản ứng, hoảng sợ nói không tốt hắn muốn tự sát đáng tiếc mọi người phản ứng đã muộn tên này thần vương linh hồn đột nhiên bạo liệt cả người thân thể run lên thất khiếu chảy máu mà chết la phù cùng la thiết la kỵ liếc nhau trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ la phù trầm giọng hỏi nhị thúc làm sao bây giờ không có cách nào la kỵ khẽ lắc đầu thở dài nói bọn hắn còn thừa lại sáu bảy người nếu như ta không có đoán sai toàn bộ người hẳn là chia ra trốn nếu như chúng ta chia ra truy, có bảy thành cơ hội đuổi kịp lạc khuyên nhan cùng giam giật. Nhưng lạc gia lão lục bọn hắn ngay tại đằng sau, nói không chừng chúng ta sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng đều bị đánh giết. Sở dĩ, giống như tộc trưởng tin tưởng lời của ta, chúng ta hẳn là trực tiếp tiến vào mê vụ xâm lâm, ôm cây đợi thỏ. Ôm cây đợi thỏ, la phù lông mày nhíu lại, có chút trần chờ nói ra, vạn nhất bọn hắn không vào mê vụ xâm lâm, mà là lặng lẽ lẻn về lam sư tử bộ lạc đâu chúng ta lần này tự phí công nhọc sức, còn không công chết 17 cái tộc nhân. La Kỵ bất đắc dĩ thở dài nói, không có cách, chỉ có đánh cược một keo, tộc trưởng chính ngươi quyết định đi. Vậy liền đánh cược một lần, La Phù cuối cùng lựa chọn tin tưởng La Kỵ, cái này nhị thuốc đời này rất ít nhìn nhầm, hắn kết luận sự tình 89 chín phần 10 là thật. Lạc ra lục trưởng lão bọn người ngay tại đằng sau, lúc nào cũng có thể đuổi theo, bọn hắn nếu là chia binh truy sát, rất có thể hội toàn quân bị diệt. Sở dĩ hắn chỉ có thể cược giang giật đám người cũng không có đào tẩu, mà là đường vòng đi mê vụ xâm lâm. Đi, vào mê vụ xâm lâm bên trong, 10 người một tổ, tản ra. 31 người chia 3 tổ, bắn thẳng đến mê vụ xâm lâm bên trong đi, tại La Kỳ An bài xuống, phân biệt hướng ba cái địa điểm chạy đi. Cái này ba cái điểm là La Kỳ đã sớm suy tính ra, giang giật bọn hắn tiến vào mê vụ xâm lâm, cuối cùng rất có thể đi cái này ba cái điểm ẩn núp. Bởi vì cái này ba cái điểm là tuyệt đối an toàn, bọn hắn sớm đi nơi này mai phục, chậm đợi giang giật bọn người vào cuộc hưu, mê vụ xâm lâm biên giới Tây Nam, Giang Tiểu Nô mang theo Giang Giật một đường cuồng bay, lạc khuynh nhan tại phía trước giò đường. Giang Giật không có phục dụng phục linh đan tốc độ quá chậm, Giang Tiểu Nô tốc độ một cái rất nhanh, đạt tới thiên thần cảnh sau tốc độ lại so chung giai thần tướng lạc khuynh nhan kém một chút, sở dĩ Giang Tiểu Nô mang theo Giang Giật hội nhanh rất nhiều. Giang Giật vốn muốn cho Giang Tiểu Nô vào hỗn Nguyên Châu, hắc thần cũng ở bên trong, nhưng Giang Tiểu Nô chết cũng không nguyện ý. Nàng chịu đủ lo lắng bị sợ thời gian, quyết định về sau cùng Giang Giật chết cũng không tách ra. Giang Giật không có cách, không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, chỉ có thể để nàng mang theo chính mình phi hành. Chúng ta nhất định phải xuyên qua mê vụ xâm lâm 10 vạn lý, đến nơi này mới tính an toàn. Khi tiến vào mê vụ xâm lâm về sau, Lạc Khuynh Nhan lấy ra một phần địa đồ chỉ vào một cái điểm nói, tiến vào trong rừng rậm về sau, một hệ hỗn độn thú rất nhiều, mặc dù lực công kích so sánh hắn hệ hỗn độn thú mà nói yếu nhược. Nhưng chúng nó giỏi về ngụy trang đánh lén, mà lại dắt một phát động toàn thân, chỉ cần bị cuốn lấy sẽ gặp vô cùng vô tận hỗn độn thú công kích. Đây là ngoài rừng rậm rộng ba cái điểm an toàn, chúng ta muốn đi địa phương tên là Quỷ Âm Động, nơi này có kỳ quái quỷ âm, hỗn độn thú không dám tới gần, người phục dụng không có dễ nước, hẳn là có thể chống đỡ được quỷ âm. Tốt, liền đi nơi này. Giang giật nhẹ gật đầu, cái này quỷ âm hẳn là cùng loại thần âm thiên kỹ a là linh hồn công kích, chính hắn cảm ngộ thần âm thiên kỹ tăng thêm không có dễ thủy tuyệt đối có thể chống đỡ được. Giang Tiểu Nô càng là đối với công kích linh hồn gần như coi thường, chỉ cần có thể đến nơi này, mọi người tự tạm thời an toàn. Còn sự tình phía sau, đến quỷ âm động lại nói, vừa tiến vào mê vụ xâm lâm, thế nhưng là thời khắc đều sẽ gặp nguy hiểm. Là khuyên nhan rất thông minh, đáng tiếc lần này gặp được một cái càng khôn khéo hơn lão già, các nàng không biết là phù người giờ phút này đoán chừng đã đến quỷ âm động, đang đợi chính các nàng đưa tới cửa. chương 1357, Giang Tiểu Nô năng lực mới. Dừng lại, phía trước gặp nguy hiểm, là khuynh nhan tại trong rừng lao nhanh, đột nhiên nghe phía sau giang tiểu nô quát khẽ, nàng thần thức quét qua có chút hổ nghi nhíu nhíu mày nói, ta cũng không có dò xét đến hỗn độn thú, tiểu nô tiểu thư, người dò xét đến tình huống như thế nào. Ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ là cảm giác gặp nguy hiểm. Giang tiểu nô lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía giang giật, giang giật phi thường quả quyết hạ lệnh đi vòng qua. Tiến vào mê vụ xâm lâm về sau, ba người không có từ trên không phi hành mà đi, như thế sẽ chết rất nhanh toàn bộ mê vụ xâm lâm đều bị xương trắng bao phủ từ trên cao nhìn xem đến không nhìn rõ bất cứ thứ gì thần thức cũng chỉ có thể dò xét đến một chút thương thiên cổ thụ như ai dám từ phía trên phi hành đem rất có thể kinh động phía dưới vô số hỗn độn thú tiếp theo kinh động xâm lâm chỗ sâu nhất nhất cường đại mấy chục con viễn cổ cấp hỗn độn thú giờ phút này ba người trong rừng rậm hành tẩu nhưng tầm nhìn cùng thần thức ngược lại dò xét hội càng xa một chút đương nhiên Giang giật cùng Giang tiểu nô thần thức cũng không thể dò xét, mà lại Giang tiểu nô tự chưa bao giờ phát ra qua thần thức. Nàng tu luyện công pháp cùng nhân loại bình thường hoàn toàn không giống. Chính vì vậy, Giang giật lựa chọn tin tưởng Giang tiểu nô. Đặc thù chủng tộc khẳng định có chỗ đặc thù. Giang tiểu nô đối với công kích linh hồn gần như coi thường. Đó có thể thấy được nàng bộ tộc này đến cỡ nào kỳ lạ. Hiu là khuyên nhan mặc dù có chút không tình nguyện, Giang giật hạ lệnh nàng cũng không có cách, chỉ có thể đi theo hai người đường vòng mà đi. Nhưng mà bôn tẩu một nén nhang về sau, Giang Tiểu Nô lần nữa quát khẽ nói, thiếu ra, phía trước lại có nguy hiểm, chúng ta từ bên này đi. Ây, Lạc Khuynh Nhan có chút bó tay rồi, nàng thần thức coi như không tệ, đem phía trước giò,